Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Có nha, không có cái tâm nó khỏe.
khi mà họ tu như vậy, họ nguyện ra chứng vào cảnh giới mà không có tâm, thành ra họ sinh vào cảnh giới gọi là không có tưởng luôn, gọi là chúng sanh vô tưởng, asanya, sanya là tưởng, asanya là vô tưởng. Vậy vậy thì làm sao họ sanh vào được? Khi mà họ sanh ra giống như cục đá thôi, vì chỉ là vật chất thôi, một cái khối vật chất thôi. Và hàng có cái tuổi thọ để duy trì, và khi hết cái tuổi thọ thì cái nghiệp nghiệp trước của con sót lại thì đưa họ đi tái sanh cảnh giới khác. Thì chỉ có một quả là chúng sanh vô tưởng thôi, là chỉ có một quả là sắc quả. Rồi ấy, là có những chúng sanh khác ấy, là chỉ có danh quả thôi mà không có sắc quả, tức là chỉ có tâm thôi mà không có sắc, không có thân, thì đó là chúng sanh của quả vô sắc giới. Thì có những người thì họ nói là có cái thân này mệt quá, mệt người trẻ thì nói có cái tâm mệt quá, con người này là người có cái thân mà mệt, có cái thân phải lo có da có bệnh có chết, rồi đổi khác, rồi là những cái hệ lụy của việc có cái thân, vì có cái thân thì mới thấy không, vì có cái thân mình phải lo kiếm tiền để mình mua vào mình ăn cơm để mua cái thân này, nó mệt lắm, cho nên nó cứ tu làm sao để có cái thân nữa, thì là họ tu họ muốn sát vào được đó ha, thì họ muốn tu mà không có thắng thì họ tu về gọi vô sắc. Thì khi những người mà họ tu thiền vô sắc và chứng đắc thì họ sanh vào về cảnh giới là không có sắc, chỉ có tâm thôi. Thì như vậy chúng sanh đó là chỉ có bốn uẩn. Như vậy là có ba loại chúng sanh, loại chúng sanh có đầy đủ năm uẩn giống như loài người của mình, rồi loại chúng sanh á là chỉ có một uẩn như là chúng sanh vô tưởng là chỉ có sắc thôi, và loại có loại chúng sanh là chỉ có bốn uẩn là danh uẩn thôi, không có sắc uẩn. Thì bây giờ đó, khi mà một người chúng sanh mà có đầy đủ năm uẩn thì là năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức, thì sắc tức là cái phần vật chất ha, cái thân của mình đây, sắc thì chia ra là gồm có 28 sắc pháp, trong đó là có bốn sắc chủ yếu và là sắc tự đài đất nước lửa gió, và 24 sắc là do tự đài sanh. Thì cái này quý vị mà có học cái dược pháp thì quý vị sẽ biết rất là rõ, mình biết rằng mình chứng là tất cả sắc là yếu tố vật chất, thì mình nôm na mình cũng thể dễ hiểu rồi. Bây giờ đó thọ uẩn là gì? Thọ uẩn là cái nhỏ gồm có cả cái cảm thọ, mà cảm thọ chia ra chỉ có ba thôi: thọ khổ, thọ lạc hoặc là thọ sắc. Và mình nói tí rồi nó nhỏ như vậy, nhưng tại mỗi thời điểm mỗi sát na chỉ có một cảm thọ thôi. Ngay tại bất cứ khi nào này, cái tâm của mình cũng có một cảm thọ hết. Và một lúc chỉ có một cảm thọ, rồi cảm thọ là như sinh nó dính lên nó diệt đi, rồi cảm thọ khác sinh lên diệt đi. Đôi lúc một loài cảm thọ nó kéo dài, nhưng mà đôi lúc đó chẳng nát được là cảm thọ khổ, nó cảm sạc, nó sau là cảm thọ sạc. Thì đây cũng có vì đi mất đau, vì đi mình hết đau, nó có sạc. Rồi có cái tư sạc thì chuyển qua lại. Thì nó cứ liên tục như vậy, nhưng mà mỗi lúc chỉ có một cảm thọ thôi, chứ không phải một lúc có nhiều cảm thọ. Mình nghe nói là thọ uẩn tức là một nhóm các cảm thọ, thì một lúc mình có nhiều cảm thọ không phải vậy. Thọ uẩn tức là chỉ nhóm các cảm thọ và có ba loại như này thôi. Bây giờ để xong thọ để tưởng uẩn, chữ thọ thì ăn đi là feeling, còn sắc uẩn thì người ta dịch là form hoặc là corporeality. Corporeality thì cái từ mà từ form thì dịch cũng chung chung thường nên dịch corporeality tức là nói về thành phần vật chất đấy. Còn mà thọ tưởng thì người ta dịch là chữ perception, perception tức là, và mình hay dịch là trí giác. Trí giác đó, tức là cái sự cảm nhận qua giác quan. Thì cái công việc của tưởng đó, công việc của thọ đó, tức là mình cảm thọ cảm xúc đó, tức là dễ chịu hay khó chịu. Còn một cái công việc của tưởng là gì? Là nhận biết hình dạng, màu sắc, kích thước, nói chung là cái bên ngoài của một cái vật. Ví dụ như bây giờ mình nhìn cái hoa này ha, thì quý vị thấy cái hoa màu xanh này, mình nhìn thấy cái vàng, mình nhìn thấy cái vàng nó tròn như vậy, thì từng cảnh như vậy, thì màu xanh như vậy, thì mình giống như cái công việc của tưởng, giống như chụp hình này, là chụp hình để nó thấy được cái hình dạng bên ngoài. Và không những là chụp hình rồi đó, mà con đánh dấu nữa, mình đánh dấu để lần sau mà con nhận ra. Bởi vì thấy á, nhất là người thợ mộc á, mà đi họ đi mà nhận gỗ đó, thì là họ phải đánh dấu
cái gỗ này ấy, là họ sẽ làm gì, họ đánh dấu số 1, số 2, số 3, số 4, không? Họ đánh dấu xong rồi thì sau đó khi một lần tới họ trở lại thì họ chỉ cần nhìn cái số đó là họ biết được à cái này mình đã đánh dấu trong cái danh mục nhận diện này. Thì cũng như vậy đó, mình nhìn một cái gì đó là mình nhìn cái hình dạng xong rồi đó là mình đánh dấu à cái như vậy thì gọi là màu xanh, cái như vậy thì gọi là hoa cúc, cái như vậy thì gọi là hoa lan. Thì mình căn cứ trên những cái bên ngoài mình ghi nhận nó và mình đánh dấu để ghi nhớ nó, ghi nhận và ghi nhớ à. Thì đó là công việc của tượng. Thì là ngay tại hiện tại khi nhìn một cái gì mới mẻ thì ghi nhận đánh dấu, và khi nhìn một cái gì lần thứ hai thì mình lôi lại cái mà mình đã đánh dấu trước đấy đó, mình đem ra để mà mình nhận ra nó à. Cho nên ví dụ như khi quý vị gặp người nào lần đầu đó, rồi có những chị quý vị ghi nhận thông tin đúng chưa, cô này tóc như vậy, da như vậy, cái dáng người như vậy, và cô này á như vậy, cô này người như vậy, cái tên là cô A. Rồi bây giờ xong rồi đó, ghi nhận xong rồi vài ngày sau gặp lại cái cô này à, bắt đầu quý vị lại lại dư liệu từ cái lần tưởng trước đó à, cô này mắc như vậy, thái cái dáng người như vậy, à đây là cô A. Quý vị nhận lại, các quý vị nhớ lại hết đó là công việc của tưởng. Như vậy đó, công việc của tưởng liên quan tới khái niệm, tới hình dạng, tới những cái ở bên ngoài. Rồi đến công việc của hành, hành quẩn. Hành quẩn tiếng Anh có thể là mental formation à, mental formation đó, tức là gì? Sự hình thành. Mental formation là sự hình thành của tâm lý. Khi mà nói sự hình thành đó, tức là nhiều yếu tố, nó kết hợp của nhiều yếu tố và nó có thành một cái phản ứng tâm lý. Cho nên hành là cái nhóm của hành là nó bao gồm rất là nhiều tâm sự, trong đó có luôn cả tứ á. Tứ là cái tâm sự nó tạo ý để nó tạo nghiệp rồi. Yeah. Rồi nó có luôn 50 tâm sự, thì quý vị thấy 50 tâm sự nó nhiều lắm. Xúc này, trừ thọ và tưởng ra. Thì trừ thọ tức là tưởng, xúc thọ, cho đến tứ, nhất tâm, màn quyên, tạo ý. Rồi là đến đây mình có 6, có luôn có cái thái là 7 biến hành tâm sự. Quý vị biến hành tức là cái này, thức và tâm ha. Thì bây giờ cái thức mà nó khởi lên á thì nó không thể khởi lên một mình được, mà một cái thức mà khởi lên á, vì thức là một tiến trình, cho nên là muốn khởi lên thì nó phải có nhiều yếu tố hợp lại thì thức nó mới xảy ra. Ví dụ như là một chính phủ, mình gọi là chính phủ của ông Obama ha. Thì mình tên gọi tên ông Obama bởi vì ông là đứng đầu của chính phủ đó, nhưng mà một mình ông không làm việc được. Cho nên chính phủ ông là có rất là nhiều bộ, người thì bộ y tế, bộ giáo dục, bộ quốc phòng, bộ ngoại giao, bộ công nghiệp đó. Và quý vị thấy rất là nhiều bộ một cái bộ như vậy là làm một công việc khác nhau và hình thành một cái bộ nội các, hình thành một cái chính phủ. Và chính phủ đó có tên gọi là chính phủ của ông Obama, chính phủ của nước Hoa Kỳ. Vậy thì đó, để bây giờ mình nói cái hành quẩn và thức quẩn nó liên hệ với nhau như thế nào. Thức quẩn tức là một cái tiến trình nhận thức thể toàn bộ cái gì mà đang xảy ra qua các đối tượng là mắt ta, qua các giác quan là mắt ta, mũi, lưỡi, thân, ý, với các đối tượng bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thì một tiến trình như vậy xảy ra thì phải có các cái tâm sở nổi khởi lên kết hợp lại để làm việc. Thì các tâm sở kết hợp lại đó gọi là hành, và mỗi tâm sở là một công việc khác nhau, giống như là một ông bộ trưởng làm một công việc khác nhau vậy đó. Tâm sở xúc thì nó làm công việc tiếp xúc giữa mắt, giữa các giác quan của đối tượng bên ngoài. Rồi tâm sở tư thì nó làm gì? Nó chú ý. Tâm sở nhất tâm nó làm gì? Nó hướng, nhất tâm là nó gom tâm lại vô một đối tượng chứ không có để cái tâm đi lung tung. Rồi là tâm sở, mình có tâm sở gì nữa? Tâm sở thọ thì tức là thọ của mình. Nhưng mình nói tâm sở thì mình cũng kể thọ luôn. Tâm sở thọ là nó cảm nhận cái đó là dễ chịu hay khó chịu. Tâm sở tưởng thì nó là ghi nhận được những cái hình dạng, cái tưởng, những cái bề ngoài, nói chung là cái bề ngoài của một vật. Rồi xúc thọ tưởng tư nhất tâm mà quyền. Tâm sở mà quyền nó làm gì? Nó giúp cho cái tiến trên tâm này nó có thể đi từ đầu tới cuối mà nó không có bị chật yếu gì chứ. Bởi vì nếu như cái tâm này mình được tiến của tới cái cuối, chứ cuộc sống của tiến trên 17 sáng nào có được tiến nó rất mất rồi.
đó là do xíu cái tâm sẽ mang quyền, mang quyền tức là nó luôn giữ cái tâm. Rồi là tác ý, là tác ý tức là nó hướng tâm về theo hướng tâm về đối tượng. Không, nhưng hôm trước con nói là tác ý giống như cái bản lái đó, nó hướng về cái tên về đúng thì là ra cái tâm thiền, mà nó hướng tác ý sai thì là ra cái tâm bất thiền. Rồi ngoài ra là mình còn có những cái tâm sở khác nữa, như là tâm sở biệt căn, biệt căn thì có tâm có tử này, có căn này, có hỷ này, có dục này, có thẳng dài này, tâm tử ha, không phải là vô thiền mà có tâm tử ha. Tâm bình thường mà nếu như có cái sự chủ tâm mà đúng mức thì cũng có tâm. Cho nên tâm này á, tâm và tử nó gọi là tờ tha tâm sở. Cả 13 cái tâm sở này á, tức là 6 tâm sở biến hành hồi nãy có nói, tức là xúc thọ tưởng tư nhất tâm mà viên tạc ý, rồi cộng thêm với là 6 cái biệt cảnh tâm sở, tức là tâm tử thẳng dài. Thẳng dài là gì? Là quyết định rõ ra chứ không có nghi ngờ phân vân, gọi là thẳng dài. Cần tức là siêng năng tinh tấn, hỷ tức là vui vẻ hoan hỷ, và dục là muốn tham muốn nhu cầu. Thì quý vị thấy rằng đó, 13 cái yếu tố ba tâm sở này đó, nó không có cái tính chất quyết định nó là thiền hay bất thiền, mà nó đi về thiền thì nó trở thành thiền, đi nó về bất thiền thì nó trở thành bất thiền, đi về vô kỷ thì nó trở thành vô kỷ. Cho nên gọi chung cái tên là tờ tha tâm sở. Tờ tha, tờ là tương tự và tha là cái khác, nó giống với cái khác, cái bản thân nó không phải là thiền hay bất thiền. Ví dụ như mình nói chuyện tâm sở hỷ đấy, hỷ là vui vẻ và hoan hỷ, mà hỷ có bất thiền không? Hỷ có bất thiền không ạ? Có. Có bất thiền trong khi nào? Trong tâm tham thọ hỷ thì là hỷ bất thiền. Rồi hỷ có thiền không? Có, là tâm thiền dục giới thọ hỷ. Thì như vậy hỷ này nó có thể thiền hoặc có thể bất thiền, cho nên hỷ này nó là gọi là tâm sở tờ tha. Rồi ví dụ như dục ha, mà dục là gì? Dục tức là nhu cầu ước muốn. Vậy thì dục mà đi vào trong tâm tham thì nó trở thành tham dục, thì nó là bất thiền. Mà dục á, mà đi ví dụ như trong cái tử như ý túc, trong đó có dục như ý túc ha, bởi vì thế mà dục như ý túc đó là tâm rất là thiền, thì nó trở thành thiền thôi. Cho nên dục á, đừng có nghe vô chữ dục là mình nói dục tức là bất thiền nha. Ví dụ như trong cái một người đó, mà dục ở đây tức là một người mà trong sự tu tập ha, mà họ muốn có sự tu tập, nhờ muốn sự tu tập cho nên họ mới có sự thanh thiền. Thì cái muốn đó đó là gọi là pháp dục đó, thì nó là thiền, còn tham dục thì nó bất thiền. Thì ở đây trở lại để nói rằng hành là nó gồm nhiều, đó là mental formation, tức là sự tập hợp của nhiều yếu tố tâm lý và phân lớn là các tâm sở, và mỗi tâm sở nó làm một cái công việc khác nhau. Và đó, các tâm sở này ấy, mình nói theo cái dự pháp trong cái bộ phạm pháp ấy, thì nó ra là các tâm sở cùng với tâm là nó đồng sanh, đồng diệt, đồng căn và đồng cảnh. Tức là đó, khi không phải là cái tâm trở nên sinh trưởng rồi diệt đi thì tâm sở sau nó sinh lên, mà khi nó sinh lên là sinh lên một lần, nó làm diệt và làm diệt cùng một lần. Rồi cái tâm đó diệt đi thì các tâm sở nó diệt cùng một lần luôn. Đồng căn là sao? Là khi mình dạy từ cái tâm đó nó sản sinh ra bốn mắt thì nó có nhãn căn, thì tâm nó phát sinh ở nhãn căn thì tâm sở cũng phát sinh ở nhãn căn. Và khi mà cái nhãn, và khi đó đối tượng của nó là cái cảnh nào thì là cái tâm nó hướng tới cái cảnh nào thì cả cái tâm sở nó cũng hướng tới cái cảnh này luôn, thì gọi là đồng cảnh. Như vậy tâm và tâm sở là nó đồng sinh, đồng diệt, đồng căn và đồng cảnh, là bốn cái. Vậy thì đó, thọ tưởng hành thức này đó, nó không phải là những yếu tố rơi rạc, mà nó là một tiến trình, một tiến trình, và tất cả cùng làm việc một lần. Nhưng mà vì tách ra đó, tách ra để mình thấy cái phần sự của mỗi cái, để cho mình hiểu rõ cái dòng hoạt động của cái tiến trình tâm sinh vật lý thôi. Thế còn khi mà đang làm việc đó, tự vì thấy các cái bộ thì có phải bộ này làm xong tại bộ khác làm đâu, cùng một lúc là bộ nào làm việc hết chứ. Các cái bộ ở trong chính phủ đó, bộ nào làm việc của bộ đó, họ có những công việc riêng, mỗi bộ có công việc riêng, đồng thời ai xử lý việc của người đó. Và có một cái người đó coordinator kết hợp lại thì cái coordinator này chính là thức. Như vậy thức
là ông tổng thống đó, tức là ông vua đó. Vì vậy mình hay kêu tâm vương, bởi vì hay nghe tâm vương và tâm sở, thì vương tức là ông vua. Thì cái ông vua là cái gì, hay là bây giờ thôi bây giờ ông tổng vua nó ông tổng thống cho dễ hiểu, bây giờ tức là ông tổng thống đó, nó dễ hiểu đó. Bây giờ cả cô lắm kia xong thì cuối cùng thông tin lên ông tổng thống, và ông tổng thống ông lại lấy tất cả cái thông tin này mà ông đưa ra quyết định, ông đưa ra quyết định là nên làm gì với cái ông Triều Tiên, nên làm gì với ông Trung Quốc, nên làm gì với ông Việt Nam, ông bỏ qua rồi đó. Thì đó, như vậy thức là cái quyết định đưa ra cuối cùng và chỉnh là cái thức ngay đó, là bắt đầu đó, là mình mới có thức. Như vậy là sự nhận biết ha, như vậy hành này thì tổng hợp tất cả các cái tâm sở này, và thức tức là bây giờ là sự nhận biết, và thức ngay đó là cũng chia ra sáu loại. Sự nhận biết thì có nhiều loại nhận biết khác nhau, sự nhận biết qua con mắt thì gọi là nhận thức, sự nhận biết có lỗ tai thì gọi là nhị thức, sự nhận biết qua mũi thì gọi là tỷ thức, sự nhận biết qua lưỡi thì gọi là thiệt thức, sự nhận biết qua thân gọi là thân thức, và sự nhận biết qua ý gọi là ý thức. Thì năm thức đầu mắt tai mũi lưỡi thân đó là nó hoạt động riêng rẽ. Mắt thì chỉ thấy sắc thôi, tai thì nghe tiếng thôi, và đó nó rất là mùi lừa. Cái tâm này đó nó chỉ mới là thu nhận đối tượng nhưng mà chưa xử lý. Là con mắt mà thấy cái sắc thì đưa vào, chụp vào một cái hình ảnh và đưa vào cho ý thức. Thì khi đó ý thức mới làm việc, khi đó ý thức nó mới là suy đàn này, rồi nó mới xác định này, rồi đó, là nó mới quý vị thấy đó, tiếp thấu này, suy đàn xác định, rồi khi đó mới tới là tóc thanh tóc hay là động tóc, cái nào mới quyết định. Cho nên là khi mà thức nó làm việc ấy, là nó tổng hợp hết mắt tai mũi lưỡi, nó rơi ra như vậy. Quý vị thấy vì khi mình nhận thức một đối tượng đó là chẳng hạn như một con người đó, mình thấy họ là con mắt mình đó, thì thấy hình dạng của họ, tai mình thì nghe cái lời nói của họ, rồi là nhiều khi mình ngửi cái mùi với cái vật vật kia, mình ngửi cái mùi đó, rồi nhiều khi cũng không biết rõ là đó phải nếm cái thứ nữa, nếm cái vị nữa, vâng, với một cái gì đó. Thì mỗi thứ như vậy và tất cả những cái thông tin này đưa về và thức xử lý và đưa ra cái quyết định rằng đây là cái gì, và khi quyết định đây là cái gì thì tiếp theo là phản ứng là thương hay ghét với cái đối tượng đó, thích hay không thích, thủ hay sản đối với cái đối tượng đó. Thì như vậy đó là một cái tiến trình ngộ cuộc, không phải là những cái rõ ràng mà là một cái tiến trình nó làm việc của rất là nhiều yếu tố và nó tổng hợp lại để đưa ra một cái phản ứng sắc cung, cái quyết định sắc cung. Và như vậy năm cái thức đầu đó nó đưa vào cho ý thức. Năm thức đầu chưa có thiện hay bất thiện, năm thức đầu thậm chí năm thức đầu nó cũng chưa có gọi là tâm vô nhân đó. Vì vậy từ khi có học á, là nếu như ai có học tâm để học ví dụ pháp thì có 18 tâm vô nhân, thì trong đó rất là có 8 tâm quả, xin lỗi, 8 tâm quả thiền vô nhân và 7 tâm quả bất thiền vô nhân. Thì trong đó có nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiền thức, thân thức, quả của thiền và 5 cái là quả của bất thiền, và 5 cái này gọi là tâm vô nhân, 10 gọi như 10 cái đó, tức là 5 thức. Mà 5 thức chia ra 2 loại, một loại là quả của bất thiền và một loại là quả của thiền. Quả của bất thiền thì cái đối tượng là cái đối tượng không dễ chịu, và quả của thiền là đối tượng dễ chịu. Nhưng mà cả hai trường hợp này thì đều là tâm vô nhân, mà tâm vô nhân là gì? Chưa có mặt của tham sân si, cũng như chưa có mặt của vô tham vô sân vô si. Công việc của nó chỉ là chưa có thương ghét, chưa có làm, chưa có phạm gì cả, thì nó chỉ tiếp thu đối tượng đưa vào thôi. Như vậy quý vị thì đến như mình quý vị có học tiến trình tâm rồi này, một môn hướng tâm tức là hướng ra để bắt đầu ngũ thức ra, tức là chỉ nhận biểu tượng từ ngũ thức sang mà đưa vào tiến thọ tâm, rồi tới suy đạt tâm, rồi mình tới xác định tâm, rồi mình tới là tâm động tâm, rồi mình tới cuối cùng là tâm thập nhị, hay gọi là tâm sau luôn đó. Hồi sáng thì tôi có nói sơ sơ rồi. Vậy thì nguyên một cái tiến trình đã đi qua thì ngũ thức tức là mắt tai mũi lưỡi thân thì nó chỉ tiếp nhận đối tượng một cách rất là thô sơ, chưa có một cái nhánh nào tham dự cả, ngoài là tâm vô nhân, nó rất là mùi lưỡi,
đưa vào, khi đó ý thức nhận cái đối tượng này và xử lý. Thì đó, khi đó ý thức đó, cho tới cái giai đoạn cuối cùng qua là suy đạt này. Suy đạt là gì? Nó căn cứ trên dữ liệu của tưởng, căn cứ trên dữ liệu của thọ, căn cứ trên dữ liệu của hành, thì nó suy đạt, nó đo lường tính toán cái này là cái gì, rồi nó mới xác định à cái này nhá là anh A, xác định là anh A chi. Rồi khi mà xác định là anh A rồi đó, thì mình làm quyết định này, tôi thích anh A hay tôi ghét anh A. Thì cái cảm tôi thích hay tôi ghét đó, đó là ý thức đó. Và ý tới giai đoạn ý thức mới bắt đầu vào thiền và ác. Còn cái giai đoạn của ngũ thức đó, là chưa có thiền ác gì hết. À, tới giai đoạn ý thức mới bắt đầu vào thiền và ác nó sinh khởi. Vậy thì đó, mình đến những nhưng mà đi qua các cái tiến trình có thọ tưởng hành thức khác, thì mỗi cái như vậy nó có một cái chức năng khác nhau. Ví dụ như tiếng Anh dùng chữ dimension, dimension tức là cái khuynh hướng ha, cái khuynh hướng hay là cái chiều kích ha. Thọ tiếng Anh dùng thọ là emotional dimension, emotional cảm xúc. Như vậy tâm của mình nó có nhiều cái chiều kích khác nhau. Khi mình tiếp nhận một cái gì thì mình có cái cảm xúc về cái đó, thì cái cảm xúc tự là tức là thọ. Rồi từ cái theo dung tư duy này, conceptual dimension, conceptual tức là khái niệm. Như vậy nhá, từ đó là mình bắt nắm bắt những khái niệm lớn nhỏ, à, lớn nhỏ dài ngắn, xanh vàng đỏ trắng, thì như vậy mình có cái khái niệm về cái đó. Rồi qua hành á thì gọi cái chức năng gì, cái nữa là moral dimension, moral tức là đạo đức. À, thì hành và thức nó đều được khuyến hưởng là moral dimension, là khi đó bắt đầu có thiền có ác. À, như vậy đó, cho nên khi mà hình thành một cái tâm nó có nhiều cái kích thước, có cái chiêu kích khác nhau. Một cái tâm mình sẽ kiện là nó vừa có cảm xúc, nó vừa có trí giác và vừa có đạo đức ở bên trong cái tâm đó. À, thì đó là một cái tiến trình, dạ, tiến trình ngủ quần này đó, và nó cứ chồng lên nhau hết. Tiến trình này tới trong tiến trình khác chồng lên nhau, cho nên gọi là quần, tức là sự chồng chất. Chồng chất lên lên thì quý vị thấy không phải một lần mà nhiều lần đó. Cái sự nhận thức của mình nó quá rất là nhiều lần. À, và cái đó gọi là một quần. Suốt một ngày là có bao nhiêu cái tiến trình nó xảy ra. Mà mỗi tiến trình nó đều đi qua là thọ tưởng hành thức cả. Thọ, xúc rồi bắt đầu đưa vào thọ, rồi có tưởng, rồi có hành, hành là tức là sự vận hành của tất cả cái tâm sở, một tâm sở làm một việc, và đưa đến thức, tức là phản ứng bằng cách đó là thương hay ghét, thù hay xả, ưa thích hay là đẩy ra hay là phản ứng tất cả mọi cái phản ứng, hoặc là tốt hay xấu, hay là nếu như đó là thiền hay bất thiền hay là duy cả, thì tất cả đều nằm trong cái thức này. Vậy thì mình Đức Phật mà cho mình phân tích ra ngâm một này để làm gì? Để mình hiểu được cái quy trình vận hành của tâm thức. Và để mình thấy rằng đó, tất cả chỉ là cả pháp và làm việc thôi, chứ không có một người nào ở đó hết. Thọ làm công việc của thọ, tưởng làm công việc của tưởng, hành làm công việc của hành, thức làm công việc của thức, và cuối cùng tất cả nhóm họp lại và đưa tới cái thông tin và xử lý thôi. À, thì tất cả chỉ là pháp thôi, mục đích là như vậy. Vậy thì bây giờ đó, nhận mạnh lại về công thức, bây giờ mọi người muốn nói rằng là vậy thì công việc của tưởng là gì và công việc của thức là gì. À, công việc của tưởng là nó nắm bắt những cái khái niệm, nó vừa đó là nắm bắt và nó thu thập những cái khái niệm, những cái về hình dáng, về kích thước, thường là những cái về bên ngoài. À, hoặc đó, là cũng có khi đó, không những bên ngoài thôi mà vì những cái vị của nó, mình nhớ cái vị của cái chanh. À, thì bây giờ cho mình để lại cái vị đó, mình thấy muốn để cái vị này gì, bây giờ biến mắt biến mũi mình hết ra, biến mắt mình hết ra, bây giờ đưa cho mình để cái gì đó, ta đưa cho nhiều mình để, thì bây giờ mình để cho mình biết là vị dâu, mình để thì người đó là mình biết vị của trời vải, phải không? Vậy thì làm sao mình nhận ra được cái đó? Là một cái công việc của tưởng, tưởng ra tưởng là tin ổn cái vị đó, và nó nhớ nhớ cái vị đó. Bây giờ sau cái đưa về xử lý dữ liệu, mình đã từng thấy rất là nhiều vị. Bởi vì tại nhiều khi là mình xử lý rất là lâu, không phải mình là nhận ra liền. Có khi thì mình nhận ra liền cái mùi gì mà nó mặn, nó mình quen thuộc, nó mình nhận ra liền. Nhưng mà có những cái mùi mình chỉ khi gặp, hoặc là cái mùi nó quá nhẹ,
Thì đứa chó mình mở miệng để một chút mình chưa nhận ra, đứa chó cũng theo chút nữa mình nhận ra chẳng hạn vậy. Thì như vậy công việc của tượng ha, tức là nó ghi nhận, nó ghi ghi dấu, đánh nhận ra, nó nhớ lại, nó tổng hợp lại để nó giúp cho cái tâm nó xác định đúng cái đối tượng đó. Nhưng mà tưởng á, có khi á, là tưởng đúng và có khi là tưởng sai à. Bởi vì vậy á, tưởng mà đúng á, tức là nó chỉ nhận diện những cái đáng là, và nếu như có cộng thêm mà cộng thêm đúng với cái đáng là thì gọi là tưởng đúng. Nhưng mà có khi tưởng sai á, cái đáng là hiện giờ như vậy, nhưng mà bây giờ cái từ quá khứ nó cộng thêm vào cái đáng là, mà bây giờ nó lại khác cái đáng là rồi à. Ví dụ như cô từng gặp chị Trâm cách đây 10 năm à, thì hồi đó đó là chị Trâm cho cô bị cảm giác là một người như vậy thì cô nhận chị Trâm. Bây giờ cô gặp lại chị Trâm 60 năm thì cô cứ nhớ chị Trâm hồi đó rất là nhanh nhẹn này ha, rất là vui vẻ, rất là hay tươi. Cô nhận vậy, bây giờ chị vậy nhanh nhẹn rồi. Vậy là cái từ cô có sai rồi. Trước đấy thì nhanh nhẹn thôi, có bây giờ chị vậy nhanh nhẹn rồi. Vậy cái từ mà cho mình một cái thông tin từ quá khứ và thông tin cả bây giờ nó lạc hậu rồi, nó không đúng với cái hiện tại nữa. Như vậy cái từ cho mình một thông tin thì sai, cho nên từ đó mình nhận thức cái đối tượng đó nó không còn chính xác nữa à. Vì thấy mà mình hay bị cái từ này là chi phối đó. Người đó ngày xưa đã từng là thương mình thương người đó à, mình có cảm tình với người đó, cho nên bây giờ mà ai hỏi người đó tốt lắm, người đó dễ thương lắm, bóng nghe bây giờ người đó bây giờ bọn nó quá xa quá rồi. Học ngược lại, ui cho cái gì là tệ lắm, cô xưa học với học là học cái trường học là dở mà nó biểu nó xấu lắm, mình nhớ vậy đó. Và bây giờ nó đẹp rồi, bây giờ nó siêng năng, nó thành công rồi, mà mình chỉ nhớ cái hình ảnh của cái người ngày xưa. Bây giờ ai học sao thì cứ thấy cái gì đó vậy đó, cái gì đó bây giờ nó phải tệ nữa. Bây giờ, thì cái tưởng đó bây giờ nó không đúng nữa, và là cái từ của bọt méo. Mà nếu như cái từ như vậy, cái vì như vậy là từ là cho mình một số thông tin, nhưng mà đó bên cạnh đó trí tuệ sẽ là, bởi vì ngoài từ ra còn có trí tuệ nữa. Trí tuệ cũng là một tâm sở ha, trong 52 tâm sở thì cũng có tâm sở trí tuệ. Cho nên khi mà trí tuệ nó mà mạnh á, thì trí tuệ nó mình coi là cái từ hay đứa đúng hay sai ha. Cái tưởng này bây giờ đó, cái người này như vậy mà sao nói cái người này nó xấu được, người này nó tốt như vậy, tôi phải cái thông tin xấu này là quá khứ rồi. Thực tế nó sẽ biết lọc lại thông tin nào chính xác, thông tin nào không chính xác, để có một cái kết quả đúng về cái đối tượng mà mình đang nhận biết à. Thì như vậy, vì thế công việc của tưởng ha, tức là nó thu thập thông tin và cung cấp thông tin, thu thập thông tin lần đầu là của lần trước và thu thập thông tin ha, bây giờ đó, thu thập cung cấp thông tin và thông tin có thể đúng có thể sai. Còn công việc của thức, tức là nhận biết và phản ứng tổng hợp các bây giờ, tức là tổng hợp hết tất cả cái thọ tưởng hàng ngày này, và nó bây giờ là nó quyết định xác định rằng đây là cái gì và từ đó phản ứng như thế nào với cái đối tượng đó. Nếu đối tượng đó rất là đẹp thì phản ứng các cái tâm tham khởi lên liền à. Nếu cái đối tượng đó rất là xấu thì phản ứng là bằng cái tâm sân khởi lên. Nhưng mà cái đối tượng đó dù có đẹp đến nữa, nhưng mà có trí tuệ đến trước thì thấy đẹp là đẹp, thấy đẹp thôi mà tâm tham không được khởi. Rồi xấu nhưng mà có cái tâm có trí tuệ đi cùng, có chánh niệm tình giác đi cùng, cho nên thấy xấu thì chỉ thấy xấu thôi, thì không có tâm sân khởi lên. Cho nên không phải khi nào là xấu thì phụ điều ghét, mà đẹp thì điều thích cả, tùy theo khi đó có trí tuệ hay không có trí tuệ đi cùng. Bởi vì quý vị biết á, trí tuệ thì nó không bao giờ mà đi cùng được cái tâm tham này. Cả cái tâm sở đó, nó cũng có chế nhỏ, nó phân nhỏ với nhau, nghe nhỏ nào ba con rồi đi chung với nhau, mà không ba con nó không đi. Ví dụ như chia ra hai nhỏ, ba nhỏ ha, tâm sở chia ra làm ba nhỏ. Nhóm thứ nhất gọi là nhóm à, tâm sở tờ tha, gồm có 33 tâm sở, nó đi cái ác đường, ác nhậm nhậm là nhậm bất phải. Nhậm tâm sở bất phải ha, tức là thiền ăn có ác, ăn có đi, ăn đi cái năm nào đường là nhậm bất phải, gồm có 13 tâm sở. Rồi nhậm thứ hai đó là nhậm mấy cái ăn bất thiền, là 14 tâm sở bất thiền.
nó chỉ đi trong cái đi, nó chỉ đi trong tâm bất thiện, tâm bất thiện thôi. Và nhóm thứ ba đó là 25 tâm sở tình hảo, thì nó chỉ đi trong những cái tâm tình hảo, không dùng về cái thiền mà chỉ dùng cái tình hảo. Nó có lý do, thì tình là sạch ha, và cái hảo là đẹp, à, mình gọi chúng là tâm đẹp đi, mà không phải là tâm thiền. Bởi vì quý vị, khi mình nói cái thiền á, là nó mang tính chất đạo đức, nó mang tính chất là tạo nghiệp, vì nghiệp thiền và nghiệp ác. Còn khi mà mình nói tâm tình hảo là tâm đẹp á, bởi vì có những tâm không phải là tâm thiền, mà nó là tâm quả, hoặc là nó là tâm duy tạng, thì tâm quả nó đâu phải nghiệp, tâm duy tạng cũng không tạo nghiệp. Cho nên mình dùng cái thiền á, là nó chứ có bao quát hết được cái nghĩa của chữ tình hảo. Cho nên mình dùng từ tâm tình hảo, tâm sở tình hảo. Thì cái nhóm 25 tâm sở tình hảo nó chỉ xuất hiện trong tâm tình hảo, tức là tâm tốt thôi, tâm tốt, tâm đẹp thôi. Vậy thì đó, cái nhóm bất thiện đó, là có năng tham, sân, si này, vô tàm, vô quỷ, vô minh, vọng danh này. À, thì nó đi một nhóm như vậy, là tham, tham, quỷ, ngã mạn này, rồi không trồng thì liên. Đó. Thì đó, như vậy có cái nguyên tắc đó là tham sân si thì không thể nào đi chung với vô tham vô sân vô si. Vô si là trí tuệ đó. Vậy thì đó, khi mà có trí tuệ rồi thì tham sân si không thể nào sinh khởi. À, khi mà có chánh niệm tỉnh giác tức là trí tuệ, nên quý vị thấy đó, tu tập mình có cái lời rồi đấy, có nhờ có cái nguyên tắc này rồi, chỉ cần mình có chánh niệm tỉnh giác khởi lên thì tham sân si không thể sinh khởi. Mà không có chánh niệm tỉnh giác thì tham sân si nó có thể sinh khởi. Vậy thì công việc của mình làm sao, là mình chỉ duy trì cái chánh niệm tỉnh giác thôi, luôn luôn nhận biết những gì đang xảy ra. Đây là gọi là chánh niệm. Và tỉnh giác là mình nhận, mình thấy rõ. Tỉnh giác tức là trí tuệ, thì trí tuệ là thấy rõ bộ pháp như nó đang là, và nhận biết được đúng tính chất của pháp đó. À, nó là pháp thiền hay nó là bất thiền, nó là tham hay là sân hay là si hay là vô tham vô sân hay trí tuệ, nó thấy rất là rõ. Vậy thì chức năng của thức tức là nó nhận biết đối tượng và nó phản ứng với đối tượng đó. Và khi đạt tới thức rồi thì nó mang tính chất đạo đức, chứ dùng chữ là moral dimension, nó mang tính chất đạo đức. Khi mà phản ứng là thường là phản ứng là thiền hay bất thiền hay là duy tạng, nó sẽ xuất hiện ở đây. Quý vị thấy là bất cứ cái gì mà nó tới với mình là mình đều phản ứng theo ba cách, một trong ba cách đó thôi, hoặc thiền, hoặc bất thiền, hoặc là duy tạng hay là vô kỷ đấy. Cho nên ví dụ như khi mình ăn thôi ha, mình ăn cơm thôi, khi mình ăn cơm mà nếu như quý vị để ý đó, mình sẽ thấy được mình không có tu tập, thì khi mình ăn đó, ngon thì mình khởi tâm tham, mà mình ăn dở thì mình khởi tâm sân, mình bực bội trong việc mình ăn đó. À, ăn mà tự nhiên đang ăn đủ cái cay để quý vị bực không, cái từ sắc luôn ha. Và có lần quý vị đang ăn mà chua quá, ai cho mình cái chua quá, quý vị nhăn cái mặt, quý vị bực hết, thì ngay đó là cái tâm sân, mặc dù tâm sân nhẹ. À, hoặc là ví dụ như ai đánh mình một cái, thì tự nhiên đánh một cái đau đó, à, đó là cái thò đau, thì thường thường thì còn thò đau nó đi tới cho mình, thì tầng cả trang cảnh nó bực mình. À, thường hay đi kèm nhau, căng dân những cái lúc không có tích. Nhưng mà bây giờ có cái sự tu tập, có cái sự chánh niệm tỉnh giác đó, thì khi mà ăn đó, ngọt thì ghi nhận là có vị ngọt, mặn ghi nhận có vị mặn, chua ghi nhận có vị chua. Vậy thì nhưng ngoài ngắn chỗ đó thôi, thì thấy nó như nó đang là thôi. À, ngọt thì thấy ngọt chứ không có thích, chua thì thấy chua chứ không có ghét. Thì như vậy đó, thích hay là ý thích ở đấy tức là nó là sáu loại thức khác, nhạc, nhị, thiện, thân, bảy. À, nhưng mà cái ý mới là cái quan trọng. À, còn năm cái thức đâu đó, thì nó là chỉ là thu thập dữ liệu và thông tin để đưa vào cho cái ý thức mà sự xử lý. À, và thì và cái thức này đó, nó cứ sinh diệt sinh diệt liên tục như vậy. Và mỗi cái thức nó đi qua một cái tiến trung tâm. Tiến trung tâm có 17 sát na. Và khi tới cái sát na cuối cùng, hai cái sát na cuối cùng ta đang băng băng hết á, nó gọi là sao lưu đó, tức là nó lưu lại những cái ấn tượng vào trong cái dòng, cái mà nó lưu lại đó, thì trong cái điều pháp từ gọi là từ Pavanga, tức là tâm hồn kiếp. Và nếu như theo nói theo cái điều pháp thì theo duy thức thì gọi là Alaya thức. Chữ Alaya là tức chữ Alaya có nghĩa là cái kho. À,
còn chỉ thức á, là cái sự nhận biết. Bởi vì chạy cái từ Himalaya không? Hima là tuyết, Alaya là kho. Như vậy kho tuyết tức là núi tuyết, cái núi tuyết nó có năm quả tuyết giống cái kho vậy đó, gọi là kho tuyết. Cái trường á, cái trường học chữ school đó ha, trong tiếng Bali là Vidyalaya. Vidya là minh, là trí tuệ, và Alaya là cái kho, trường học là cái kho trí tuệ, Vidyalaya. Còn cái nhà hàng là gì? Fortunalaya. Fortuna là thức ăn, Alaya là cái kho. Fortunalaya bây giờ cái từ Hindi hiện tại rồi đó, bây giờ là nhà hàng là cái chữ Fortunalaya, tức là cái nhà hàng khi nào có thức ăn thì đó là cái kho thức ăn. Thì cái thức của mình là Alaya Vinyana, tức là cái tàng thức, tức là cái thức mà nó chứa tất cả những cái chủng tử, những cái mà những cái mà mình đã đi qua đó, những khi cái tâm mình đã đi qua thì nó lướt lại những cái chủng tử, cái tập khí đó, và đến khi có điều kiện thì nó lại phát sinh ra. Vậy thì cái thức là cái sự nhận biết, luôn luôn mình có cái sự nhận biết qua các giác quan, và cái sự nhận biết đó là thì tùy theo là có mặt của trí tuệ hay không có mặt của trí tuệ. Nếu như mà có mặt của trí tuệ thì tất cả cái sự nhận biết đó là đúng đắn, và nó đưa đến cái sự phản ứng là nó vừa phải hợp lý, và nó không hoặc là thiền hoặc là duy tạc. Còn nếu như mà vắng mặt của trí tuệ thì khi có vắng mặt của trí tuệ đó thì mình hay có cái hướng là thấy đẹp, thấy cái đối tượng khả hỷ, khả ái, khả lạc, thì mình bám víu vào, mình muốn giữ hoa thì đó là tâm tham. Rồi thấy cái đối tượng mà không khả hỷ, không khả ái, không khả lạc thì mình muốn đẩy nó ra, mình muốn nó hiện diện thì đó là tâm sân. Vậy thì để thi không tu tập thì thường thường mình chỉ hay phản ứng theo hai cái tâm hướng, hoặc là tham hoặc sân, hoặc thủ hoặc xả. Thủ tức là muốn chỉ chấp điều đấy, xả là muốn đẩy nó ra. Chữ xả này theo nghĩa xả giống vậy, theo nghĩa mà của xả, nhưng mà trong xả có đường tâm. Xả trong vô đường tâm có nghĩa là cung bình bình đẳng đối với tất cả các pháp, không thương không ghét, cái đó là xả. Dạ thì như vậy đó, tiến trên ngũ uẩn thì tất cả quyền tiến trên ngũ uẩn và tiến trên thập nhị nhân duyên đều nó đưa dẫn nhau thì cách giải thích được hẳn. Họ nói cả cái tiến trên mà tử đế đó cũng dẫn nhau. Thì vì thế đó, là ví dụ như tiến trên ngũ uẩn là gì ha? Sắc thọ tưởng hành thức. Sắc thọ tưởng hành thức là nguyên cái tiến trên để mà nhận thức ra một vấn đề và phản ứng. Rồi bây giờ cái tiến trên mà thập nhị nhân duyên thì nói chia ra nó dài hơn, nhưng mà có thể là vô minh duyên cho hành, vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc duyên cho lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, hữu duyên cho sinh, sinh duyên cho lạc tử, sau lý khổ ưu não. Thì mình thể là có rất là nhiều chi, nhưng mà trong đó cũng có hành đấy, cũng có thức này, cũng có xúc, cũng có thọ đấy ha. Lục nhập tức là sắc đó ha. Nhưng mà phân tích theo cái chi tiết là nhiều khâu hơn thôi, chứ nó cũng diễn tả được á. Nó là diễn tả gì theo chiều suối đó, tức là niệm khi mà vô minh và hành thì nó sẽ khiến cho mình là có vô minh và hành ở đây. Vì trong lý thập nhị nhân duyên là giải thích á, không những chỉ giải thích trong đời này mà còn giải thích luôn cả nhân quả ba đời. Cho nên mình cho vô minh và hành á là thành một chùm trước. Cùng trưởng thế này để chi? Hành ở đây cũng chỉ là hành đến chỗ mà mình thọ tưởng hành thức đó ha. Nhưng mà hành này là hành của quá khứ, hành nghiệp của quá khứ. Mà do vô minh nó thúc đẩy cho nên mình có hành nghiệp quá khứ. Vì vậy mình sinh ra, mình có cái thức đi tại sanh. Thức đi tại sanh thì sau đó mình có là giám sát lục nhập. Cái phần mà giám sát lục nhập đó tức là sắc uẩn. Rồi bắt đầu mình có xúc này ha. Mình có thọ, thọ như vậy là thọ uẩn. Xúc là nó nằm trong hành uẩn. Rồi thò đó, thò duyên cho ái. Ái nó nằm ở đâu? Ái tự mình tiện là tâm sở tham, nó cũng nằm trong hành uẩn. Thủ cũng là tâm sở tham, mà nó mạnh hơn, nó cũng nằm trong hành uẩn. Rồi hữu á, hữu là gì? Hữu là gồm có hai phần, là khi mà mình nói hữu trong lý duyên khởi đó, gồm có nghiệp hữu và sinh hữu. Nếu như nó là nghiệp hữu thì nó thuộc gì? Hành đó. Nghiệp tức là tứ, tư nó trong hành uẩn. Còn nếu như nó là sinh hữu, quý vị biết sinh hữu cái gì? Nghiệp hữu tức là những hành động tạo tác của
mình, và những hành động đó nó sẽ đưa mình đi tại sống vào cảnh giới nào. Thì mình sinh vào cảnh giới nào thì cả đó gọi là sinh hữu. Mà cái sinh hữu này là do cái nghiệp hữu quyết định. À, thấy không? Cái nghiệp hữu này khiến cho mình sinh vào cảnh giới súc sanh. Cái nghiệp hữu này khiến cho mình sinh vào cảnh giới địa ngục hay là cảnh giới lâu người. Và khi mà sinh vào cái hữu đó rồi thì bắt đầu có cái hữu đó mình có sinh ra. Và có sinh ra cho nên có lão tử, và có sâu đi khổ lúc nào. Thì như vậy đó là cái cách giải thích của Lý Duy Thời, hay cách giải thích của Lý, hay là của Ngũ Uẩn, hay là cách giải thích của Tử Đế. Tử Đế là sao? Do có tham ái cho nên có khổ. Mà trong cái khổ đó rồi có sáng da mình chết luôn, rồi có câu bất đắc có ái bên lý luôn đó. Đó, như vậy đó, mọi hệ sức vắng tắt Tử Đế là vắng tắt nhất. Nhưng mà nó cũng bao tròn Lý Duy Thời bên trong, nó cũng bao tròn Ngũ Uẩn bên trong luôn. Nhưng mà Tử Đế đó, và cũng có hai chiều bên chỗ tử, bên chỗ Lý Duy Thời cũng có hai chiều vô minh sinh thì ham sinh thì sinh cho tự tự lạc tự ha. Còn theo chiều diệt, vô minh diệt thì ham diệt thì thức diệt, cho nên diệt hệ. Thì cũng như bên này, khi mình diệt hệ tham ái, thực hành thật thầy thực hành đào đế thì diệt khổ. Như vậy vì thế đó Đức Phật dạy cái gì cũng có hai con đường này chứ, con đường của sanh tử luân hồi và con đường của giải thoát. Để duyên thời là cũng có con đường giải thoát. Khi vô minh diệt thì là thế, còn trong con sẽ lập tự ra giải thoát đó chứ nữa. Ha, con mà nếu cứ có vô minh có hành thì sẽ có mấy cái đằng sau, cái này sinh nên sẽ có cái kia sinh. Vậy thì cái nguyên nhân của mọi đau khổ là vô minh và tham ái. Trong vị duyên thời thì Đức Phật bắt đầu bằng vô minh, và trong tự đệ thì Đức Phật bắt đầu bằng tham ái. Thật ra vô minh và tham ái là hai ngoài là cha và mẹ của mình, cha ruột mẹ ruột của mình đó. Vô minh và tham ái, còn cha mẹ sinh học á, chứ chắc cha mẹ sinh học mà mình mượn thôi, mượn để mình đi ra, không cha mẹ mà thực sự mà thuộc phàm để mà mình phải ra đời á, đó là vô minh và tham ái của mình á. Mà trong vị duyên thời thì Đức Phật diễn tả bằng vô minh trước, và trong tự đề thì Đức Phật diễn tả bằng tham ái trước, nhưng mà thật ra hai cái này là luôn luôn đi với nhau, do vô minh và tham ái mà mình tạo ra tất cả mọi sự vật, mọi chuyện trên đời này. À, thì có tiến trình mà ngủ một cuộc vậy. À, sắc thọ tưởng hành thức nó đi theo chiều thuận tức là mình tạo cái. Và bây giờ đấy không còn sanh ra nữa, thì không còn sanh ra đời nữa, thì không có sắc, thì chẳng có thọ tưởng hành thức gì hết, thì tiến trình nó đi theo chiều gì. Vậy thì tất cả đều là tiến trình, đều là giải thích thì tiến trình tâm sinh vật lý là một chủng sanh bên đây. Mà Đức Phật Ngài dùng nhiều cách để Ngài hướng dẫn cho mình để mình thấy rõ. Và khi mình thấy rõ Tử Đế, mình thấy rõ Tử Duyên Thời, mình thấy rõ Ngũ Uẩn, tức là mình thấy rõ chính mình. Và mình cũng thấy rõ sự vận hành, sự hình thành của cả cái thế giới này luôn, của tất cả mọi người chúng sanh cũng đều đi như vậy. Và ngay lúc đó là có luôn cả lối thoát. Muốn không sinh trở lại nữa thì cứ diệt vô minh thôi. Muốn không sinh trở lại nữa thì cứ diệt tham ái thôi. Mình đã bị thủ phạm rồi. Đức Phật nghe là bao nhiêu năm nay là ta đi tìm cái người mà làm kẻ làm nhà đó. À, kẻ làm nhà là gì? Cái kẻ mà làm cái tàu đó, cái thân này ấy. Bây giờ nó đã tìm ra rồi nó rồi. Bây giờ nó không thể nào mà lấy rút lễ về để mà nó tạo thêm cái nhà mới nữa. Vậy thì tỉnh tham ái thôi. Mình diệt được tham ái thì mình sẽ diệt được cái gốc của sanh tử luân hồi. Cho nên cái con đường tu tập của Đạo Phật là rất là rõ ràng. À, không cần phải tìm đâu xa cả. Mà diệt vô minh tham ái đó bằng cái phương pháp gì? Pháp môn tự niệm xứ. Ngay tại mỗi cái giới phụ của mình có chánh niệm tỉnh giác. Thì ái có ba loại. À, dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Mà không phải tự nhiên mà ái nó sinh. Ái nó sinh là do duyên thọ, thọ mà duyên cho ái. Đúng không? Trong tự nhiên thời á, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái. Mà thọ đó là mình thấy là cái dân nào mình có thọ hết. Cả có thân này thì rất là có thọ đó, có thân có tâm rất là có thọ. Mà thọ là quả nha. Nguyên cái dạy á, nguyên cái dạy thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, năm cái. Thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ, năm cái này là quả hiện tại. Vô minh và hành là nhân quả khứ. À, vì vô minh và hành nghiệp ở trong quả khứ cho nên mình có cái thức đi tại sao. Cái thức mà đi tại sao mình đâu còn ngắn được. Mà khi đã có thức rồi thì phải có danh sách. Gặp cha mẹ để có danh sách. Có danh sách thì có lục nhập.
lục nhập thì phải có sức, có sức thì phải có thọ. Năm cái tiến từ năm cái giai đoạn này nó là linh hoạt đã có linh hoạt và nó là quả của hiện tại. Bây giờ đó, đó nhân của quá khứ nó sinh ra cái quả hiện tại. Bây giờ từ cái quả hiện tại này mình phải chấp nhận đó, mình đã có sinh ra rồi, mình có lục nhập, có sức thọ rồi này. Quả hiện tại thì mình tu là mình phải diệt quả không? Mình tu là mình diệt cái nhân thôi. Và cái nhân hiện tại gì? Là hiện như là thái, thủ và hữu. Vậy thì tu tập làm sao là ngang cái khúc mình chặt là chặt ngang khúc này này, ngang có thò không như ái, vậy là xong. Bởi vì ái nó là nguồn gốc của sinh tử luân hồi, nó nguồn gốc của khổ. Thì bây giờ mình chỉ ngang cái khúc thò mà mình chặt đi, không có ái nữa là xong. Vậy thì thò mà duyên cho ái thì có ba trường hợp ha: thò khổ, thò lạc và thò xả. Thò khổ thì do duyên cho cái ái gì? Thò khổ là cái cảm giác khó chịu. Khi nó khó chịu thì mình không muốn nó tồn tại, phải không? Bởi vì mình bị tê chân rồi, bởi vì cũng đừng có tê chân nữa. Bởi vì đau răng là muốn đừng có đau răng nữa, đói bụng là muốn đừng có đói bụng nữa. Thì như vậy là gì? Muốn nó đừng tồn tại tức là phi hữu ái. À, phi hữu là không tồn tại và ái là muốn, muốn nó không tồn tại. Như vậy khi chúng ta có thọ khổ thì thọ khổ này nó sẽ duyên do phi hữu ái. Bây giờ làm sao có thọ khổ mà không có phi hữu ái nó sống? Mà muốn có thọ khổ mà không có phi hữu ái, tức là có thọ khổ thì chỉ quan sát cái cảm thọ khổ này thôi. Đau thì thấy đau, nhức thì thấy nhức, tê thì thấy tê. Quan sát lên mà lên tới đâu nó cũng bực. À, nó nhức, nó đau, nó nhức mà mình không bực. Bởi vì cái phi hữu ái đó, tức là mình không muốn nó, tức là một cái dạng của tâm sân đó. À, mà bây giờ mình không có khởi cái tâm gì muốn hay không muốn nó nữa cả. Mình chỉ bình thản mình quan sát nó thôi. Thì có thò đó nó là quả ái. Mà như vậy thì cả cảm thò nó đi qua xong rồi mà ái nó không sinh khởi, mình nó xong. À, rồi với thò lạc á, thì mình không hưởng mà mình gì muốn nó có hoài. À, thì gọi là hữu ái. Tự nó tồn tại là mình muốn nó tồn tại. Như vậy thọ lạc đó mình muốn tồn tại. Ví dụ như uống một ly cà phê ngon ngày mai mình uống lại, nghe bằng nhạc hay là muốn nghe tiếp ấy, đúng không? Mình ngắm hoa đẹp là không những muốn ngắm hoa đẹp, trồng hoa nữa. Thì ngày nào cũng thấy hoa vậy đó. Đó là mình muốn hưởng ái đó. À, thì bây giờ đó, có cái thọ lạc. Nhưng mà bây giờ mình không có bạn hiểu của nó nữa. Có thì thấy luôn, có thôi. À, thì có là cái thể là làm nó tăng lên, mà sẽ thấy là nó diệt đi thì chỉ thể như vậy thôi. Mà không có thích muốn nó tồn tại, nó được tồn tại, được không tồn tại cũng không có sao. Vậy thì ngang tại cái đó mình có hữu ái. Rồi thọ xả. Thọ xả tức là cái cọc thọ không vui, không buồn, không khó chịu, không dễ chịu, môi nó bình thường rồi đó. Thì cho mình một cái cảm thọ xả thì mình sẽ thấy nó chán quá. Vì vì thế không? Vì vì bây giờ quý vị ngồi không thì quý vị cũng ngồi không, nó đừng làm gì hết. Khi quý vị ngồi không cũng đau, cũng đói, cũng nhức, cũng mệt như cả. Thì quý vị ngồi không, mà bây giờ kêu quý vị ngồi yên nửa tiếng thì cô không làm gì hết. Cô không nghe pháp nha, cô không nói gì hết chứ. Chắc cô có nói là quý vị không có đối tượng ra kia. Kêu ngồi không rồi đấy, không làm gì, không suy nghĩ gì hết. Chỉ cần mà 5 phút thôi, quý vị thấy chán rồi. Đúng không? Và chán rồi mình muốn có cảm giác mạnh, cho nên đi mở nhạc nghe, mở tivi đi quay, đi tỉ đi cà phê uống, thì cả đầu là dục ái. À, là mình muốn thường dục lạc thôi, chứ ngô vô không mà chạm lắm. Như vậy thò xả thì mình cần là duyên cho dục ái, ba cái dục ái, thường ái và phi dục ái. Nó đi từ duyên của ba cái cảm thò là khổ lạc xả. Bây giờ đó, chỉ có tu phật môn tự nhiên xứ, đặc biệt là quán niệm trên cảm thọ. Cảm thọ như thế nào thì như vậy, không có còn thêm dục ái, hữu ái, phi hữu ái nữa, thì chúng ta chặt đứt cái nhân của sanh tử luân hồi. Cứ như có tiếng đó thôi, chẳng có cảm sai gì hết. Mỗi cái cảm thọ khởi lên, chúng ta ghi nhận nó một cách sáng suốt, khách quan, không thêm cái hữu ái, dục ái, phi hữu ái nữa. Ngay tại đó chúng ta chặt đứt cái nhánh của sanh tử luân hồi là thắm ảnh. Mà nhờ vì gì mình làm được như vậy? Nhờ từ trí tuệ chạy niệm được giác, tức là mình chặt luôn vô minh. Vì trí tuệ xuất hiện thì vô minh đâu có. Thì bằng
cạn thọ, chúng ta chặt đứt vô minh và tham ái ngay trong hiện tại. Mà từng giây phút mà mình làm được như vậy thì là mình diệt vô minh tham ái rồi. Và cho tới khi mình một tự từ lúc nào đó mình còn thấy rõ tất cả thực tạng của cạn pháp và mỗi cái di tử thì luôn luôn là có chánh niệm tình trạng và luôn luôn không có dục ái, dục ái phi dục ái, tức là nó tâm của bậc thánh. Cho nên á, cuối cùng thì chúng ta thấy tất cả chỉ là tiến trình và tiến trình theo sách từ lúc thôi. Cho nên có cái bài thơ đường này đến thế gian, đường kia đi niết bàn, như tỳ kheo đệ tử Phật nên nhận thức rõ ràng. Bây giờ đó, với thọ lạc mà mình thờ ở trên tâm tham, tức là đường đi thế gian, mà với thọ lạc không cởi tâm tham mà thấy thọ lạc chỉ là thọ lạc mà thôi, nó sinh thì cười, nó sinh dở diệt thì nó diệt, tức là đường đi niết bàn. Ngay tại chỗ này á, là mình có đường này đi thế gian, đường kia đi niết bàn rất là rõ. Chúng ta không phản ứng với tham ái và vô minh thì là chúng ta đang đi trên con đường đường niết bàn đấy. Còn chúng ta phản ứng bằng vô minh và tham ái, tức là chúng ta đi thế gian đấy. Tại một chỗ này mà có hai con đường đó, và con đường của vô minh tham ái là con đường đi thế gian, và con đường của chánh niệm tỉnh giác là con đường của niết bàn. Và chỉ bằng cái pháp môn của tự niệm xứ thôi là mình đã chọn được con đường đi niết bàn rồi. Và niết bàn không phải là cảnh giới ở đâu xa, niết bàn ngay tại đây và bây giờ. Chừng nào tâm mà vặn mặt tham sân si thì ngay tại đó đối tượng của tâm là niết bàn. Rồi tôi dừng lại ở đây để quý vị có thể hỏi gì thêm, quý vị hỏi ha. Và hành động của họ chỉ là thuần là hành động
do nhu cầu mà họ làm thôi. Ví dụ như họ thấy cái người kia đói thì họ cho người đó ăn, họ thấy người kia bệnh thì cho uống thuốc và cho là thôi, không có, cũng có mong cầu, không nghĩ rằng đây là thiện hay là ác nữa, không có nghĩ rằng là thiện thì mình sẽ có được, mình có, nếu như mà tâm bình thường á, mình làm á thì mình hay có một cái tâm là mình tạo nghiệp, bởi vì là mình trong đó đó vì có cái sự tác động của vô minh và tham ái đó, cho nên mặc dù á là mình làm việc thiện nha, quý vị thấy rằng đó một người mà đang còn vì vô minh mà làm việc thiện thì cái việc thiện đó đó là chưa chắc đó là cái nghiệp trắng hoàn toàn, mà nghiệp đó đó mình có cái mình gọi là vừa trắng vừa đen, là bởi vì ví dụ như mình đi bố thí đi, mà mình đi bố thí nhưng mà mình có cái tâm là do mong cầu là do cái phần bố thí này, do mong cho con là kiểu sống được giàu sang, do cho con được sống tốt, đừng có thiếu thốn, thì như vậy là mình có cái sự mong cầu bên trong rồi, thì mong cầu đó là tâm tham. Mặc dù cái hành động bố thí là thiền nhưng mà tâm tham là bất thiền, cho nên cái nghiệp của mình vẫn vừa đen vừa trắng. Còn với một vị á la hán á thì là cái tâm của vị này là không là làm, là bởi vì người ta cần thì làm cho họ, người kia cần thì làm, ngay cả các vị đó mà đi hành thiền đi nữa, mình hành thiền là mình muốn đạt được cái trạng thái an ổn, thì mình cũng có cái sự mong muốn, mình đang mình cái tâm mình nó đang bận loạn như vậy, thì mình ngồi xuống mình niệm Phật để cho nó được an ổn, mình ngồi thiền để cho được an ổn. Còn trong khi các vị a la hán đó thì khi cần, tức là không phải mong muốn nữa, mà kiểu như để dây ngô thiên hay ngô thiên, ví dụ họ sống trong một cái tập thể thì cần tới cái việc đi làm thì họ làm thôi, thế được với những cái việc đó thì không, họ không cần tu nữa rồi, họ được diệt hết phiền não rồi, cho nên họ đâu có cần phải tu nữa. Mà không cần tu rồi thì cái việc ngô thiên hay không quan trọng, dù họ có ngô thiên hay không ngô thiên hay tâm tham tâm sân họ cũng không có sức khởi được. Nhưng mà nếu những vị đó ở trong một cái ngôi chùa mà chùa đó quy định từ 8 giờ tới 9 giờ đến ngôi thiền, thì tới giờ ngôi thiền thì quý vị đó có ngôi thiền, nhưng mà ngôi thiền người ta không có mong câu gì này hết, ngôi thiền chỉ là ngôi thiền thôi, thì gọi là tâm di tản. Kính thi sư, hồi sáng thi sư giảng cái ba câu là tâm sở sắc và niết bàn, thì kính thi sư giải thích thêm cái câu niết bàn là trong cái tâm sở sắc. Pháp hồi sáng khi mà con nói bộ cái mục đó đó thì nó đó gọi là pháp chân đế, khác với pháp tục đế ha, tục đế tức là khái niệm. Còn chân đế là những cái pháp mà có thực tánh, và chân đế chia ra làm hai, gọi là chân đế hữu vi và chân đế vô vi. Chân đế hữu vi là những cái pháp là có do duyên sanh và do duyên diệt, pháp từ Anh tôi gọi là conditioned things, những pháp có điều kiện, do kiểu chữ điều kiện đó cũng có nghĩa là chữ duyên lúc đó. Để như tiếng Anh mà mình đọc học chữ duyên cause and condition tức là nhân duyên, cause là nhân và condition là duyên. Vậy thì những pháp do duyên, do nhiều duyên hợp thành, rồi khi hết duyên thì nó mất, nó diệt, thì pháp đó gọi là pháp hữu vi, hay còn gọi là pháp do duyên khởi. Thì tâm sở và sắc pháp gọi là chân đế hữu vi, vì nó có sanh có diệt. Còn niết bàn gọi là chân đế vô vi, nó không sanh không diệt. Vậy thì khi một vị mà họ tu tập mà họ diệt cái tham sân si, diệt cái phiền não rồi, thì ý là tâm của họ đi vào một trạng thái mà không còn tham sân si nữa, thì khi đó đối tượng của cái tâm đó gọi là niết bàn, là một cái trạng thái vắng lặng, chỉ là một cái trạng thái vắng lặng thôi, mà trạng thái này không sinh không diệt. Chỉ khi nào mà tâm mình nó vắng lặng, khi nào tâm mình diệt cái phiền não, thì cái đối tượng tâm cái đó là niết bàn. Vậy thì niết bàn không phải là một cái cảnh giới, cho nên mình dùng cái từ mình nhầm niết bàn làm người ta hiểu sai. Người lõng người họ dùng từ quả niết bàn mà cũng không đúng. Niết bàn
là trạng thái, chỉ là đối tượng của tâm. Và cái trạng thái này nó chỉ là đối tượng của một tâm là khi không còn tham sân si nữa. Cho nên là trong một bài kinh thì ngài Sa Di Bồ Tát có định nghĩa niết bàn là trạng thái vắng mặt tham sân si. Và niết bàn cũng được định nghĩa là sự diệt khổ. Khi mà một cái trạng thái mà không còn khổ nữa thì gọi là niết bàn. Và vì vậy có khi được định nghĩa niết bàn là sự an lạc tối thượng. Niết bàn năng paramam sukham. Niết bàn năng là niết bàn, paramam là tối thượng và sukham là an lạc. Thật ra đó, cái an lạc đó mình đừng có tưởng tượng mình có trạng thái gì. Ví dụ như mình đang bị bệnh mà bây giờ mình lăn bệnh thì cái trạng thái lăn bệnh nó dẫn đến bao nhiêu đấy, đang bị đau nhức dữ dội bây giờ hết đau nhức dữ dội cái trạng thái nào vẫn làm thì dẫn đến bao nhiêu, đang khổ sở như vậy bây giờ hết khổ đi thì là sao, nên cái trạng thái mình vẫn là vẫn mặc của khổ thì là đến bao. Thì Đức Phật thì ngài ít nói nhiều về chuyện đến bao này. Có những người họ hay hỏi đó là một vị Phật khi mà các ngài mà xả bảo thân rồi đó thì vì đó còn hay là mất, hay vừa còn vừa mất, hay mà không còn cũng không mất. Lý luận một bên Ấn Độ là hay gọi về đó, hạt bổ pháp trụ đầy đủ rồi đó. Thì Đức Phật đó ngài cũng đã nói và ngài đưa cái ví dụ con cá và con rùa đó, vì vì thế đó, bởi vì khi mà mình ở trong cái cảnh giới sanh tử này mà mình nói tới cảnh giới không sanh không tử thì mình không thể tưởng tượng được. Vì dưới hôm đó con rùa là tới thăm con cá, con rùa là một con vật mà hay là nó vừa đến càng được mà ở dưới nước cũng được, còn con cá là thì được ở dưới nước cái nó đến càng nó chết không. Nên con rùa nó đi chơi lâu nó vặn mặt nó chứ còn về thì con cá thấy rùa nó đi lâu ngày quá để cái con rùa nó trở về thì con cá hỏi cái đâu đang đi chơi lâu nó chơi lên trên mặt đất đi chơi, mà trên mặt đất là cái gì, thì trên mặt đất là cái chỗ mà khô mà không còn nước. Rồi không còn nước làm sao sống, làm sao bơi, không còn nước còn bơi được, là làm sao mà tưởng tượng được cái chỗ không còn nước không nên vượt sống được, hay mình không còn tưởng tượng. Cho nên người mình cũng phải rất là diễn tả cái diễn ta và cái trạng thái mà nó mặc tham sân si, rồi còn không còn mất không mất thế mà thế bây giờ Đức Phật á, ngài đối với người câu hỏi đó mang tính siêu hình đó, là thể tôn còn hay mất hay không còn hay không mất hay vừa còn vừa mất thì Đức Phật im lặng không trả lời. Mà lý do đó như khi mình nói ngài biết thì ngài nói đi, cho người ta hỏi về tranh cãi người ta hỏi hoài á, nhưng mà thật sự là vì ngài không hỏi người ta đừng tranh cãi nữa. Thế còn nếu như giả sử ngài thì nói không còn nữa thì là rất không còn được từ cái chỗ mà có em chắc chắn không có đúng không. Mà ngài mà nói con là ủa nếu con cái đâu có khác như chỗ này đâu đó, con cứ cãi thôi, mà cứ cãi hoài không lo tu. Bởi vì thế như có nhiều người ta ham tranh cãi nhau gì giờ rằng nó tu mà con mà người tu thì rằng nó đi tranh cãi. Bởi vì những người mà tranh cãi là những người chưa thấy, bởi vì thấy chưa thấy mình đi tranh cãi, con người mà thấy rồi cãi thì mệt. Ví dụ như là sẽ có đưa cái nắm tay ra đố quý vị trong này có cái gì thì á quý vị mà biết chắc chắn là trong này không có gì hết, quý vị nói không có gì hết, mà người kia là có đồng xu, mà người thì nói không có gì hết, người có đồng xu cứ cãi qua cãi lại thì cái người á mà đã biết chắc chắn mà không có gì hết mà không cãi, không phải có đồng xu thì cái ống đó. Vì sao mà phải đi cãi cái người mà có là không có gì hết, là bởi vì nó mình cũng mình chỉ mình mà người ta không thấy, người ta không thấy mà người ta đoán, mà người ta tin tưởng vào cái đoán của họ, vào cái thăng cao vào mình thấy rồi thì mình cãi làm gì, mình cãi để được cái gì, họ muốn tự nghĩ rằng có đúng số để cho họ mà có đúng số đi. Nhớ có cái câu chuyện, có câu chuyện đó là có cái ông thầy dạy học trò, cái ông thầy dạy cái học trò, có ông quan có cái người đó đấy, ông rất là giỏi. Thì đi tới gặp cái ông kia thì ông kia là mình nói là năm tháng năm là bao mười, ông đây ông nói tôi ăn có đi học không, tôi có đi học, nói tôi nói sao bây giờ năm tháng năm bao mấy,
ông nói rồi 5 phòng 5 phòng 9, ông kêu 5 phòng 5 phòng 10, hai ông cãi nhau, đánh nhau lên tới quan, tôi tới quan bác quan sự cũng nói là ông quan à, tới ông học ông thầy chứ ông thầy dạy của ông này đến tới để thấy ông thầy phân trình, ông thầy là ông đánh cái ông mà cãi là 5 phòng 5 phòng 10 á, cho ông đánh cái ông mà 5 phòng 5 phòng 9, ông mới nói là nó là ngu như vậy. Nó là mày nó còn lắm luôn chị, nó ngu như vậy thì đi ra mà đi cặp mày nó. Nó đặc biệt mình đủ với nó sai thì cần phải cài nữa đúng không, cứ cái cài cái điểm ngu đó mình cũng ngu như nó ấy nữa. Cho nên là đừng có tranh cãi như thế nào mê. Mình đã thấy là thấy, mà không thấy là không thấy. Cái người mà không thấy á, mà mình nói họ đi thì tổ mà không đi thôi. Cái vì đừng có cái cố gắng mà thuyết phục nó tránh giá cái là mình. Cái nó ngay cả địa bàn và Đức Phật ý, mọi tầng địa bàn. Bởi vì người nào mà tới đó thì lặng họ từ trí. Ai mà tới hiện vô địa bàn nào từ việc địa bàn là gì. Mà chưa tới địa bàn mà nói thì họ chỉ tự tường thôi. À, mà tự tường thì nó không có đúng cái sự thật. À, và cho nên đó là quý vị chỉ biết rằng là tiếng bằng là trạng thái diệt khổ, là trạng thái vắng mặt của nhân sinh khổ. À, vậy thôi. À, còn khi nào tới đó hay? Sai một xe về vô ngã thì có con nghe nó liên quan đến cái chuyện gì. Đức Phật có nói là sabbe dhamma anatta, tức là các pháp đều là vô ngã. Thì pháp có pháp hữu vi và pháp vô vi. Pháp hữu vi thì con giảng rồi là vô ngã. Trên trong cái pháp hữu vi đó, nhưng một cái ngã nó còn có công tạo về bốn yếu tố nghiệp, tâm, Kama, Sita, tâm và thật là ẩm thực, thực thật và thời tiết. Bốn yếu tố tạo ra ngã. Nhưng mà có yếu tố nghiệp, nhưng trong cái nghiệp nó đi từ kiếp này sang kiếp kia theo ta như bóng theo hình. Như Đức Phật đã nói, cái nghiệp nó dính mình liên tục. Thì làm sao mà con người được phải dính cái nghiệp đó? Con hỏi con xin cô giải thích làm sao mà trong cái pháp của mình nó dính cái nghiệp thì nó không thể nào được theo mình từ kiếp này sang kiếp khác. Có câu hỏi thứ nhất, đó câu thứ nhất không cô giải thích cho con xong, con sẽ có câu hỏi thứ hai. Thật ra khi mà nó lên bộ cái nhân đó không phải để tạo thân ngã mà nó là nhân sinh sắc thôi, sắc do nghiệp sanh, sắc do tâm sanh, sắc do vật thực sanh và sắc do thời tiết sanh, chứ không phải ngã đâu. Chủ nhớ lại xem, chứ không có ngã với ngã có đâu. Mà nói là ngã thì là ảo tưởng thôi mà. Cho nên cái đó là nguyên nhân của sắc. Có sắc do nghiệp sanh. Ví dụ như là cái thân của bên trái đó, mà sắc nam tận từ tận là sắc đó là do rồi là cả cái thân kinh, sắc thân kinh, mắt tai mũi lưỡi của mình là sắc là do nghiệp sanh. Rồi là sắc do tâm sanh, là ví dụ như là sắc biểu trí. Có cái loại là sắc biểu trí, thân biểu trí, khẩu biểu trí đó, thì cái sắc đó nhìn khi mà cái tâm sân của mình á, mình sân lên thì cái mặt mình nó nặng phương phương lên á, thì nhìn vào là người ta biết mình sân, thì gọi là sắc biểu trí. Ngược lại khi mà mình vui, mình hân hoan, cái mặt mình tươi, nhìn vào là biết người ta rất vui liền. Thì cái đó, cái nẻ mà được điều khiển với cái khuôn mặt của mình mà nhìn vào người ta biết mình vui hay buồn thì gọi là sắc biểu trí. Thì sắc đó là sắc do tâm sân. Rồi á, là sắc do vật thực sân. À, sắc do vật thực sân là ví dụ như quý vị thấy đó, những cái mình ăn vào đó thì mình mới lớn lên đấy, mình to ra này, à, tức là cái phần cơ của phần của mình đó, thì đó là sắc do vật thực sanh. Và có một cái sắc gọi là sắc do thời tiết sanh. À, sắc do thời tiết và do khi nóng khi lạnh đó. À, thì khi mà nóng khi lạnh đó, có khi mà nào nóng quá thì nó làm cho cái người mình nó có cái nhiệt á, những cái nhiệt nó nóng thì cái phần người mình nó nóng nó làm cái gì đó thì gọi là sắc do thời tiết sanh, thì nó có bốn yếu tố. Còn khi mà mình nói ngã đó thì không, ngã chỉ là một cái khái niệm chứ có cái gì nó ngã hết. Bây giờ đó mình nói rằng là
nghiệp hồi nãy chú còn nói là nghiệp nó bị dính bên ngoài, dính bên ngoài. Thật ra đó nghiệp đó là có ba loại nghiệp đó, gọi là hiện bảo nghiệp, sanh bảo nghiệp và hậu bảo nghiệp. Thì nghiệp hiện bảo nghiệp là những cái nghiệp đó mà nó chỉ trả quả trong đời này, nếu như không có trả được trong đời này thì nó không còn hiệu nghiệp nữa. Rồi sanh bảo nghiệp đó là cái nghiệp đó nó sẽ trả trong kiếp thứ hai, mà nếu như không trả được thì nó cũng vô hiệu. Và hậu bảo nghiệp là nó sẽ trả từ kiếp thứ ba trở đi. Và nhưng mà tới cái khi mà cái vị đó mà tỉnh a la hán, tỉnh a la hán thì vị đó không có tạo thêm nghiệp nữa. Và cái ngày mà vị a la hán mà giải bảo thân thì những cái hậu bảo nghiệp cũng trở nên vô hiệu. À, bởi vì mình cũng sẽ trở lại không được, mà nó trổ, mà nó không trổ được thì nó vô hiệu. Vậy thì đó, mình không thể nào trả hết nghiệp, chỉ có nhờ mình chuyển đắc đạo và mình không sống trở lại nữa, cho nên nghiệp nó không có cơ hội để nó trổ thôi, cho mình không bao giờ trả hết. Thì như vậy nhờ bằng cái cách là mình không còn tái sanh nữa, cho nên nghiệp nó vô hiệu, thì cái đạo nghiệp không còn đi theo được nữa, thì có đâu nữa mà đi theo, mình đâu tái sanh nữa. Chủ có rõ không? Người nghĩ chủ chưa rõ thì chủ cứ hỏi tiếp. Cô nói về nghiệp tức là nghiệp thiện và bất thiện, nhưng trong đó cái nghiệp bất thiện bên Phật giáo phát triển đời trời hay người ta hay tụng kinh sám hối, tội từ tâm khởi đến tâm sáng, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu. Cái nghiệp đó khi mà nó tâm được tịnh rồi thì tất cả nghiệp bất thiện nó tiêu hết. Xin ngộ giải thích kinh điều này có đúng hay không? Câu này có đoạn chính xác. Tội từ tâm khởi đáng tâm sám, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh thảy đều không, thể mới thật là chánh sám hối. Đó là câu kinh mà kinh Bát Tông hay tụng đó. Tội từ tâm khởi đáng tâm sám thì đúng, tâm tội là từ tâm khởi là đúng. Mình làm cái gì để hành động thân và khẩu của mình thì phải có cái tâm đi trước, nó hướng dẫn thì thân khẩu mình làm theo thì đúng. Tâm được tịnh rồi thì tội liền tiêu, tội này là tội tương lai thì được, chứ không có cái tội quá khứ, đúng không? Còn cái tội quá khứ làm sao mà nó tiêu được? Cho nên mình phải hiểu ra cái tâm tịnh rồi tội liên tiếp, là tâm mà tịnh rồi thì không có tạo tội nữa. Thì tội đó chỉ là cái tội hiện tại và tương lai, nó không có sinh khởi thôi. Còn những cái tội mình đã làm trong quá khứ thì không thể nào xỉ xóa được. Mình đã giết người rồi, bây giờ đi sợ mỗi là hết rồi, đâu có được. Cả như mình đã tạo, mình đã tạo cái nghiệp thì khi đó nó phải trổ thôi. Cho nên là mình phải nhớ là tội tiếp là tội của cái mình không tạo tiếp thôi, chứ không phải là cái tội đã tạo rồi, để tôi đã tạo rồi nó tiếp thì quá dễ. Chỉ cần cái việc sợ mỗi thì xong thôi, khỏe ra. Hôm qua đi sư có nói bốn điều mà Đức Phật không có mention đến, thì cô có nói nhiều của ba điều là thưa điều gì? Ba điều nữa đó. Để cô mở bà Google có tin nha, cô sẽ nói chính xác. Có một cái là cảnh giới của Phật. Cái đó là Achintya, từ Achintya tiếng Pali đó, chính ta là suy nghĩ đó ha, về Aya là nên mà A phải được là không, thành ra Achintya là không nên nghĩ tới. Thì bốn cái mà không nghĩ tới đó, thứ nhất á là gọi là Phật sát hay là cảnh giới của chư Phật, nói về cái năng lượng của chư Phật, cảnh giới của chư Phật, vì giống như là Đức Phật bây giờ có con hay mất á, rồi Đức Phật ở đâu nữa kia đó, thì gọi là cảnh giới của chư Phật. Cái thứ hai đó là cảnh giới của thiền,
Bởi vì mình chưa có đắc thiên mà mình cứ suy nghĩ tại cái cảnh giới của thiên thì không thể nào mình suy nghĩ được. Thứ hai là cảnh giới của thiên, thứ ba đó là nghiệp và quả của nghiệp. Cái quả của nghiệp mình có suy nghĩ ra cái này do nghiệp gì, cái này do nghiệp gì, cái nghiệp này đi về đâu đó. Và cái thứ tư là sự suy tư về nguồn gốc của thế giới, của vũ trụ, là thế giới này từ đâu ra, rồi thế giới này sau này là sẽ đi về đâu, rồi này kia đó. Thì một cái này tức là thể cảnh giới của Phật, cảnh giới của thiên, nghiệp và sự suy tư về cái sự hình thành nguồn gốc của thế giới. Bạn tư sư cho con hỏi. Con có đọc cuốn sách của ngài Mahasi dạy về thiền Vipassana. Thì ngài cũng có chỉ là định niệm uổng. Khi con chỉ con cũng hơi thắc mắc, thì con biết là họ tưởng hành thức thì là uổng. Khi mà mỗi cái gì mà sinh khởi, ví dụ như qua sáu giác quan, thì con có thực tập á là như vậy. Khi mắt mình thấy như là ví dụ như tai mình nghe một điều đó, ý Phật lọc, thì khi mà mình niệm á thì các ngài dạy mình chỉ thấy là nghe mình niệm, nhưng mà con để cho cái tiến trình mà nó diễn biến thì con nghe, thì con thấy là khi mà nghe thì con, sau khi con nghe rồi con mới tập hợp lại, con mới suy nghĩ lại, con nói là khi mình nghe rồi á thì con thấy là nghe là cái là về sắc, là thuộc về sắc, đúng không? Thì khi mà con nghe rồi những cái căn khổ nó có, con biết căn khổ có chuyện. Rồi khi mà cái rồi con cứ suy nghĩ là cái chuyện ấy, như là mình về experience này, kinh nghiệm của mình như thế nào, về dùng như chỉ cô về câu chuyện đó, thì con thấy nó, rồi cái khi cái tâm con thấy khó chịu thì con thấy nó diễn biến rõ ràng, khi rất là khổ, nếu là nó diễn biến cái chuyện từ chậm chậm. Khi con định tâm lại thì con ngồi suy nghĩ, rồi khi nó lắng dịu xuống, lắng dịu xuống, rồi khi con thấy là nó sinh diệt rõ ràng, rồi khi nó không mất, mà khi con xong mất là nó yên tĩnh một hồi, rồi con mới chuyện gì xảy ra con biết tại sao nó mới rõ ràng từng chập, lát nó tắt con không biết nó cái trạng thái gì, mà con suy nghĩ lại cái gì mà con phản ứng như vậy, con không biết, con thấy nó sinh diệt rõ ràng, nó sinh ra rõ ràng, nó diệt khi mà nó tắt một cái là con không hiểu với tại sao nó không có gì nó xảy ra. Thì con tăng có thể con tăng qua. Dạ không, thì con nói là khi mà các bạn chỉ như là thì đúng đó, bởi vì á vua ông nó hiện nó xảy ra ở một đối tượng. Khi cái đối tượng đó nó diễn biến thì vua ông nó cũng diễn biến. Vua ông cũng giống như một cái tiếng kinh tấm. Và khi cái đối tượng nó xong rồi thì tiếng kinh tấm nó cũng biến mất. Và biến mất thì khi mà không còn đối tượng nó trong là trở về cái dạng tấm hồn kiếp. Cái tấm nó lặng lẽ, ngủ ngâm, ngủ im rồi đó. Thì nên tâm thể giống như có cái khoảng trống á. Thì khoảng trống đó là cái khoảng trống giữa hai tấm, giữa hai tiếng trung tâm. Thì khoảng trống thì mình chỉ thấy khoảng trống thôi. Rồi khi nào có cái đối tượng khác nó khởi lên, nó có một tiếng trung khác sân khởi, nhưng mà mình thấy cái tiếng trung nhỏ. Cho nên là mình chỉ việc là quan sát và cho nó qua thôi, chứ mình cần phải tìm hiểu nó đi đâu rồi đó, rồi vì sao nó không có nữa, vì đó là pháp nó vận hành theo cái quy luật riêng của nó, chứ nó không theo cái sự điều khiển của mình. Cho nên khi nó khởi thì mình chỉ thấy nó khởi, mà khi nó không khởi thì mình thấy nó không khởi vậy thôi. Và thì cái việc hành của mình nó sẽ đơn giản hơn nhiều. Còn nhiều khi mình suy nghĩ là vì sao nó không khởi thì mình biết là nó mệt lắm. Mà tại sao nó không khởi, bởi vì nó không có đối tượng nữa, cái đối tượng là nó nhiều thôi. Thành ra là đối tượng của thiên minh sản, rồi cái gì nó đang xảy ra trong hiện tại thì không thể cái đó thôi, để không cần suy nghĩ nữa. Nhưng mà thí sư, con thấy là như vậy là khi mà mình cứ thực tập là như vậy, là khi mỗi lần mà có một đối tượng mình sanh khởi thì
là một cái niềm mình niềm uổng, mình sẽ theo dõi như nó như diễn biến như thế nào để mình tu tập. Xin xin sứ lúc nãy cho con nghe xin nói nhiều về những cái tâm trong bản nêu cái gì pháp ứng dụng con chỉ hiểu về phần tâm thọ của nó, về cái thọ ứng dụng ra hình chứng niệm xứ, có thể xin sư giảng thêm cái áp lại cái ứng dụng của cái gì pháp vô cái pháp hành chứng niệm xứ đó rõ hơn. Cái gì pháp đó, nó chứng minh vô trong tự nhiên sự nó còn có rất nhiều đó, mà cái quan trọng nhất đó là trong cái phần mà niệm tâm đó. Bởi vì niệm thân thì dễ quá đâu ha, thân thì đi hơi thở sao thấy vậy đi, thấy vậy đi, định nằm ngồi nhai ngồi một người để rồi có tay đuổi tay thì rất là dễ, thân sao thì quan sát vậy thôi. Cảm thọ cũng dễ nữa, thọ khổ thọ lạc thọ xả luôn thể duyên à, chỉ có cái phần niệm tâm và phần niệm pháp thì nó cần có sự hiểu biết của vị diệu pháp để mình nhận diện ra được cái tâm của mình. Ví dụ trong 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 kinh Đức Phật thì nói vô cùng đơn giản thôi, tâm có tham thì tâm có tham, tâm không tham thì không tham, có sân thì có sân, không sân thì không sân, định tịnh thì định tịnh, tạm đoàn thì tạm đoàn, rồi tâm hữu thường thì hữu thường, vô thường thì vô thường. Nhưng mà thể nào là tâm hữu thường, thể nào là tâm vô thường, thể nào là tâm sân, thể nào là tâm không sân, nhiều cái sân mà mình không biết đó là sân, bởi vì mình không biết được trạng thái của tâm sân nó là như thế nào. Cho nên vi diệu pháp này giúp mình ở chỗ này, vi diệu pháp định nghĩa rất rõ thế nào là tâm tham, có mấy loại tâm tham, thế nào là tâm sân, có mấy loại tâm sân. Mà khi mình học được mình nhận diện ra thì bây giờ thấy à tâm này là tâm sân này. Cho trước đây mình không phổ biến, mình tưởng là tâm không sân, nhưng không trước có ví dụ thì nhiều người ăn chay mà thấy người ta diễn cái con vật đó, rồi mình nghĩ là mình thương cái con vật đó quá, mình rất là khó chịu, rất là bực bội cái người mà họ diễn cái con vật đó, và mình nghĩ rằng là mình đang có cái tâm từ bi thương xót với con vật đó, mà thật ra là tâm mình đang có tâm sân, vì mình không chịu được cảm giác chắc của mình, không thương, mình rất là ghét cái người mà đang diễn cái con vật đó, thành ra có sân mà không nhận ra tâm sân. Vậy thì đó, nhờ học với dự pháp mình nhận được rằng ngay khi đó là có tâm sân. Bởi vì sao? Với cái đối tượng con vật bị giết thì mình có tâm bi, nhưng mà với cái đối tượng là người diễn con vật đó là mình có tâm sân, và với cái cảnh con vật bị giết mình cũng có cái tâm sân. Vậy thì đó, ngay lúc đó cái tiến trình tâm của mình rất là phức tạp, nó là người nghiệp vừa đen vừa trắng đó, tức là với cái con vật thì mình thương nó là tâm bi là tâm thiền, nhưng mà với người kia mình bực bội cái cảnh đó mình bực bội thì đó là tâm bất thiền, cho nên nghiệp mình ngay khi đó tâm khi đó là vừa thiền và bất thiền nó xen lẫn với nhau, cho nó không phải chỉ là một. Mà như học với diệu pháp khi mình mới thấy rõ những định nghĩa trong kinh, nó cũng có định nghĩa rõ như vậy, mà vi diệu pháp định nghĩa rõ hơn cho mình. Rồi qua cái phần mà niệm pháp à, thì đầu tiên là niệm năm chữ cái, rồi tiếp theo là niệm năm chữ cái, xong rồi đến niệm ngũ uẩn, phải không? Rồi đến là niệm quán ngũ uẩn, rồi quán sáu nội ngoại xứ, rồi là quán quán sáu nội ngoại xứ, xong đến là sáu quán thất giả chi và quán tự đế. Thì bây giờ mình không có học thì mình đâu biết thất giả chi là cái gì, mình không học mình đâu có biết năm truyền cải là cái gì, mình không học mình đâu có biết sáu nội ngoại xứ là cái gì. Hay thì phải nhờ học đàng hoàng biết rõ chi pháp, thì khi mà cái gì khởi lên mình thấy à đây là tham dục, đây là sân hận, đây là hôn trầm thì miên, đây là trào bối, đây là nghi. À, còn bên thất giả chi thì mình nhận ra đây là niệm, đây là trạng pháp, đây là tính tĩnh, đây là hỷ, đây là khen an, đây là định, đây là xả, thì mình nhận diện được từ cái tâm đó. Thì khi vậy cái người mà còn có học có biết có chi pháp thì vào thì dễ nhận diện đúng tâm và tâm sở và cả từ cả cái loại khi niệm tâm và cái niệm pháp mình dễ được hơn. Còn một cái người mù mơ đó mà nói niệm thất giả chi mà thậm chí cái tên thất giả chi cũng không nhớ à, rồi cũng không bị cái thể năng hoài là đình mà thể năng hoài là khen an á, thì hầu hết nó sẽ khó hơn. Thì như vậy đó là khi mình học cái bản nêu vi diệu pháp á, là nó sẽ giúp cho chúng ta là mình có được một cái khái niệm rất là bao quát về toàn bộ thế giới bên trong và bên ngoài mình. À, 28 sắc pháp này, rồi 52 tâm sở,
rồi là 121 tâm và một niết bàn. À, và đó pháp nào được định nghĩa hình tướng cái rồi có là tánh tướng thể dùng sao là mình phải biết rõ hết á. À, thì chi trệ thì sẽ rõ, nhưng mà bên cạnh đó nha, một mặt khác đó là cái mặt tích cực của cái việc học cái diệu pháp, nhưng mà bên cạnh đó, nó cũng có một cái mặt đó là side effect, tác dụng phụ mà đôi lúc nó còn xét cái nghĩa là tiêu cực ấy, là nhiều khi mình chia sẻ nhiều quá, rồi nhiều khi mình biết nhiều quá cho nên mình bị tưởng. À, bị tưởng là cũng chẳng bị như là mình học, khi học tham thiền định chẳng hạn, là tham thiền định thì mình biết là có niết bàn tác này, à, rồi có là cái hình tượng tượng bộ xương là gì kia đấy, mà mình chưa thấy mình đã tưởng ra rồi. À, thì nhiều khi là đi cái biết của mình nó hướng dẫn cái tưởng và làm cho mình có những cái ảo tưởng mà thật sự không phải là cái thể của mình. À, mà do cái trí nó đi trước và nó dạy cái tưởng đi theo, thì đó cũng là nó là cái một lúc đó là tác dụng ngược lại. Còn bình thường đó là làm sao là mình chỉ thấy nó sao thì mình thấy nó đúng như vậy, à, thì nó là đúng là Vipassana. Dạ rồi ha. À, chắc mình cũng kết thúc cái buổi học hôm nay ở đây. À, cũng thời giờ cũng vừa hết rồi, cũng gần 4 giờ. Thì có ai có gì nữa không ha? Chắc là không rồi đấy. Dạ, thì mình dừng lại ở đây thôi. Những cái gì mà mình cân bằng Phật sự pháp Phật pháp thì nó là bao la vô bờ vô biển. À, vô thường thọng thâm vi diệu pháp khác. Pháp thiên là kiếp nát tao hồ. Cho nên là học không bao giờ hết cả. Chúng ta chỉ tạo duyên thôi. Thật ra những cái trung tâm tu học này cũng chỉ là mở ra để tạo duyên. Để chúng ta tạo duyên khi mà có một vị giảng sư, rồi là phải có các vị học viên, rồi phải có một trung tâm đầy đủ các duyên như vậy thì chúng ta mới thành thành một cái khóa học. Và một cái khóa học như vậy dù chỉ là 2 ngày hoặc 3 ngày đấy, nó cũng rất là lợi lạc. Bởi vì thay vì chúng ta ở nhà đi chơi, đi coi phim, thì chúng ta tới đây có bàn đào, cùng ngồi thiền, cùng nghe pháp, cùng thảo luận. Ít nhất trong 2 ngày này đó, thì pháp chúng ta rất là nhiều. Nghe pháp, thảo luận pháp, suy nghĩ về pháp. À, thiền pháp rất là nhiều. Thì và nó tăng trưởng cái sự hiểu biết, và nó cải chẳng những cái sự hiểu biết có thể trước đây mình hiểu lầm hoặc mình hiểu không rõ, thì nhờ nghe nhiều mình sẽ hiểu rõ hơn. Cho nên là sư cô rất là hoan hỷ với công đức của các vị ở trong ban tổ chức, đã luôn luôn cố gắng tạo điều kiện để mở những cái rào trang, những cái lớp học cho vị Phật tử ở trong địa phương tại học. Và cũng sư cô cũng cảm ơn ban tổ chức đã có lời mời sư cô đến đây để có duyên được sinh hoạt với quý vị, được quen biết thêm với rất là nhiều các vị đạo hữu ở đây. Sau những cái ngày chỉ có mấy ngày thôi, nhưng mà mình cảm thấy là có bắt đầu có tạo được một cái tinh thần, một cái mối thân tình ở trong đạo đó, thì giúp chúng ta sẽ có những cái nhân duyên tốt đẹp giúp đỡ nhau trên con đường tu tập. Và sư cô mong cầu chúc lên cho cái đạo tràng của chúng ta ngày càng vững mạnh và gặp được nhiều vị thầy hay và học được nhiều hơn nữa để giúp chúng ta mau tiến bộ trên con đường tu tập giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình tưởng thường thường mang cái niềm vui cho người khác thì
đó là một điều mà mình làm lệ lạc, nhưng mà nó cũng chưa đúng như nghĩa là tại vì có thể là có cái tham ưu trong đó, thì cái đó là cái rất hay. Cái thứ nhì nữa, như sư chia sẻ về đi đoàn vào rất là hay luôn, là bởi vì sư cho thấy nguyên cái picture làm sao mà đức giàu về chuyện gì xảy ra, thành ra con học hỏi được nhiều cái đó. Và con cũng hết lòng ngay cả hỗ trợ cho cái việc mà phải lập lại đi đoàn, không phải ở Việt Nam thôi mà trên thế giới, nếu mà con có cơ hội thì con sẽ sợ có thêm một tay hoặc hai tay. Và một cái là nãy giờ thường thường mấy cái nào mà nói về mà tập đó, thì con hay để ý tới, còn mấy cái mà nó không hay thuộc thực tập á, con nghe thì thôi, hay thì nó đúng cái duyên thì con biết thêm còn đúng, đúng thôi. Cái hạ nhiên nãy giờ con nghĩ đi trưởng, tất nhiên là một cái ni sư mà là trụ trì của cái đó thì gọi là ni trưởng. Bây giờ mới được hiểu là ni trưởng tất nhiên là vị đó có hại là 40 năm. Thì tôi cũng mong sao là có cái dịp như ni sư chia sẻ là khoảng vài tháng nữa sẽ có cái lớp được học, phải lớp được học lại lớp tiếng Bali, thì con mong là chúng con sẽ tham dự được cái đó, là bởi vì nhiều khi chúng con cũng muốn biết như ni sư nói, nghĩa là khi mình đến cái nơi nào hay là một vị thầy cô nào hướng dẫn, mình cũng muốn bị ngăn ngại bởi cái mà truyền thống như là bên Nam Tông hay Bắc Tông thế nào ứng hợp được hết, thì tôi nghĩ cái đó là một cái rất là hay. Hôm qua con nghe được ni sư nói cô tâm tham dự con rất là vui. lớp ba đi, tại vì cô nói là cái đời này giống như là gieo duyên cho cái kiếp sau, tại vì con cũng lo giống như là cái bài thi ni sư đó là hai lần con sợ con cũng không xong đâu. Hôm sau thì có bay cho mày dài. Sáng thì con có giới thiệu nghiên cứu nội là các cái lớp học đó là bởi vì đi sư cho nó tùy theo mỗi người, nhiều khi mình không có nhiều thời gian quá thì mình học theo cái cách của mình, chứ không phải nhất thiết phải cùng một người chỉ những cái gì khác, thì cái đó là một cái điều mà rất là hay. Con cũng mong sao là sẽ được tham dự được cái lớp học đó. Cái mong sao là có thể năm tới có thể thỉnh ni sư đến, mà không biết lúc nào ni sư có thể thu xếp được để mà đến. Thưa năm tới là ngày Minh Minh qua, mà khi nào ngày Minh Minh đi thì có phải đi tất cả mình chỉ đi cai thay cho thầy thôi, vì như năm nay thầy đi được thì thầy có thể coi là thầy đi một trung tâm thời gian một tuần, thì chắc năm thầy sẽ không đi được. Thì những lúc mà thầy không đi được thì được bảo cho đi thay để phù trợ lớp của người quan trọng mà thầy để lại đó. Thì mình có thể đi thay như vậy 2 năm hoặc 3 năm mình đi một lần. Cái câu thần kinh này ha. Dạ đúng rồi. Thì để câu này á, có ngồi đây để đi xoay qua đó là được ha. Vì vì thầy ra sư cô đọc biển tinh trên kia đó, Nam Mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thì mình dạy nghĩa đó, kiểu Nam Mô tức là Nam Mô đó, Nam Mô tức là kính lễ, đảnh lễ. Kiểu Tassa là đi ra thì kiểu ta, thì ta gọi là that, nhưng mà Tassa là to that, tức là cách bổn đó, cách bổn thì kiểu ta, còn thêm kiểu Asa thì sao, đó, đến vì đó. Mà vì nào? Bởi vì vì Phật đó có phải là ba danh hiệu của Phật, thì Phagavato tức là Đức Thế Tôn, Arahato tức là bậc ứng cúng là A La Hán, và Samma Sambuddhassa. Samma là chánh, Sa là đẳng, Buddha là giác, chánh đẳng giác hay còn gọi là chánh biện tri. Và cũng như vậy là Hassa là cũng là cách bổn luôn, Ato và Arahato đó là thì cũng chia cách bổn cả. Thì như vậy câu này đấy, nếu như mình dịch cả câu là kính lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đẳng chánh biện tri đó. Bởi vì đó là ai? Tức là Đức Phật Thích Ca. Nhiều vị chánh biện trí lắm, ăn điều gì vị chánh biện trí luôn. Thì mà mình đặt để cái vị bổn sứ của mình đó, là vị đó, là ta sắc. Vì kính lễ Đức Thế Tôn, Phagavato là Đức Thế Tôn, Arahato là A-la-hán, Samma Sambuddhassa là đấng chánh biện trí đó. Câu dưới á, Idam no nha ti nam hô tu, sukhita hô tu nha ta yo. Idam là này,
Ý đang này đó thì chị ý đang đó là đúng rồi, cái thế chị bu nhang, vì cái chị bu nhang hàng dữ đấy, ai đang ba ta mê bu nhang thì bu nhang là phước, ý đang bu nhang là phước này, no là của chúng tôi, nha ti năng, chữ nha ti năng là các bộ số nhiều của chữ nha ti, nguyên của nó là chữ nha ti thôi, nha ti là ba con, relatives, nha ti năng là cho cả ba con, hô túc. Hô tu mà đi ra được đồng từ hô tí là to be. Hô tu là may be. Thành ra là may this marriage. Ý đang cô nhân là this marriage. No nhắc thì đang là to our relatives. Tức là xin hồi hưởng từ phước này đến cho thân bằng quyền thuộc của chúng tôi. Tiếp theo là Sukhita hôn tu nhà ta vô. Sukhita là an vui, hạnh phúc. Hôn túc là động từ, bởi vì thấy là chỉ hôn túc là số ít, mà hôn túc là số nhiều. Bởi vì trong câu này thì chỉ nha ta vô phía sau đó, chỉ nha tí, mà qua chủ ngữ là thành ra nha ta vô số nhiều đó, và nha ta vô là cả quyển thuộc. Hôn túc là hải là và Sukhita là an vui, mong cho cả quyển thuộc được an vui. Câu này là câu hồi hướng cho thân bằng quyển thuộc. Như vậy là con xin hồi hướng cái phước này đến cho thân bằng quyển thuộc, mong cho thân bằng quyển thuộc được an vui. Còn cái câu dưới á, idam vata me punyam asavakkhaya vaham hotu. Idam vata, idam là này, vata là quả thật, me là của tôi, punyam là phước. Asavak là lầu hoặc, khaya là diệt tận, vaham là dẫn đến, và hotu là hãy là. Như vậy mong cái phước này đó, phước này của tôi đó là cái nhân để đưa đến sự diệt tận lầu hoặc. Mà diệt tận lầu hoặc là gì? Tức là tiện hồn để ban á. Như vậy đó là đây là phát nguyện từ phước của mình, là phước vô lầu, phước này là để tiếp tới cái quả vô sanh, là diệt tầng để vô khổ, nên diệt tầng lầu hoặc là có như chuyện vô sanh đấy con, không phải cái phước này để mong được làm tên nhân thiên rồi chuyện ra chân bàn làm người lên trời mà hưởng. Thì cái câu này là cái câu để hưởng cái phước của mình, tiếp theo cái chiều hướng là giải thoát giác ngộ, chứ không phải đi theo cái con đường thụ lầu. Thì đó là ý nghĩa của câu này. Bây giờ quý vị đặt tương trình theo sức khô rồi quý vị tụng ha. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Mình đọc như vậy, con khi mình tụng á, thì quý vị thấy là chữ nào mà ngắn thì mình tụng ngắn, mà chữ nào dài tụng dài. Tiếng có đi thì chữ ô là chữ dài, cho nên chữ ô là mình kéo dài ra. Còn chữ á mà không có gạch ngắn thì mình đọc nặng, nặng, thành nặng mô. Còn chữ tas á, khi một chữ á là ngắn nhưng mà đằng sau nó có hai phụ âm thì chữ tas là thành dài. Tas sa pha ga va to arahato samma, ma là dài. Sao chúng ta sẵn sàng khi mình tụng, mình sẽ tụng như thế này nha. Quý vị nghe sẽ có tụng 3 lần là quý vị tụng theo được luôn. Nam mô ta sa pha ga va tu a ra ha tu sa ma sa mu ta sa. Nam mô ta sa pha ga va tu a ra ha tu sa ma sa mu ta sa. Nam mô ta sa pha ga va tu Arahato Samma Sambuddhassa. Quý vị để ý chữ sa cuối câu mà nó vì là ngắn cho nên là nổi trên chữ nam phía trước nên ha. Quý vị nghe đọc hai câu lại này. Nam mô Tassa Phagavato. Chữ sa này đó cũng vậy. Nam mô Tassa pha. Quý vị chữ sa mà ngắn cho nên nổi lên chữ pha lên. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Samma. Rồi bây giờ đó, khi mà mình tụng á, thì cái vị mà dẫn sướng á, thì vị đạo sẽ bắt như thế này. Vì dừng lại cái chữ tô, pha ra pha tô, dừng lại một tí kẻ gian ra, và quý vị đại chúng sẽ bao tư chữ arahato, thì nó mới điều. Bây giờ sư cô sẽ dẫn ha, thì quý vị bắt đầu bao tư chữ arahato ha. Nam mô ta sa pha ra pha tô. Sa pha ga va to arahato samma
anh vô sự của anh vô đúng. Nam mô ta sa pha ga va tô a ra tô sa ma sa bu ta sa mô ta sa ga tô a ra tô sa ma sa bu ta sa mô ta sa ga tô a ra tô sa ma sa bu ta sa. Rồi được rồi, mà học món chưa? Bây giờ có hồi hướng này à, bây giờ mình đọc từng chữ ha. Y đăng nô nha ti năng hô túc su khi ta hôn túc nha tác vô. Quý vị để ý là chữ đâu y đăng mà chữ sẽ cho là ti năng, nha ti năng chứ không phải nha ti đăng. Vì có thể một số phật tử rất là hay đọc ti đăng mà thật ra là ti năng. À, nhá tí năng không trưởng có ý đăng mà sao này là nhá tí năng ha. Bây giờ quý vị nghe sẽ có tùng, quý vị tùng theo được lên này. Và cạnh đây thì nghe đi hát ha. Y đăng nô nhá tí năng hô tu su khi ta hôn tu nhá ta vô. Y đăng nô nhá tí năng hô tu su khi ta hôn tu nhá ta vô. Y đăng nô nhá tí năng A mà có gặp tên thì mình kéo ra nha. Còn chữ hô là đi dài, khi nào cũng nghe chữ hô thì mình kéo dài ra. Hôn cũng dài ha. Bây giờ đó, khi chữ cô bắt á, cô vô chữ nghìn thì nhắn chữ nha. Đi đàng nô nha, là bị vào chữ chi nàng ha. Đi đàng nô nha, đi nàng hô tu su khi ta hôn tu nha. Vatame, quý vị tụng theo sư cô ạ. Idam vatame punyam asavakaya asavakaya. Quý vị tụng hết asavakaya vaham hotu vaham hotu. Idam vatame, idam vatame punyam punyam asavakaya đang nô nha tì nằm hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Y đằng nô nha tì nằm hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Y đằng nô nha tì nằm hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Y đằng bát ta mi Asavakaya vaham hotu. Rồi mình đọc lại thực tế chúng dưới đó. Nam mô à. Nam mô ta sa pha ga va tô a ra ha tô sa ma sa mô ta sa mô ta sa pha ga va tô a ra ha tô sa ma sa mô ta sa mô ta sa pha ga va tô Vatame punya asavakaya.
lại về cái thằng sổ đó. Khi nào mà tới thì ai tụng, ai mở ra tụng được ha. Có thêm cái bài tam quy đó, bút thăng sau năng cái cha mi đó. Dạ, dạ, cũng nghe đó. Học không đỡ luôn ha. Rồi, để có việc học tiếp ha. Cái đó không dễ hết, bà có bác không chứ mày. Mà thằng mày hạt những cái bếp Ấn Độ đó. Vì cái quán model đầu trai mà tụi mở ra cái bài đó đó. Bồ Tát Sa Lăng Ra Cha Ni Tham Mang Sa Lăng Ra Cha Ni Sang Thăng Sa Lăng Ra Cha Ni Bồ Tát Sa Lăng Ra Cha bà biết cái việc mà bị đi lên mới nhìn ngược á, đúng nó nhìn nó thì nhìn suối xuống, cái này thì nhìn suối thì đi bằng cái này. Sang tham sa nang gacchami sang tham sa nang
yampi buddham sanang gacchami. Duti yampi thamang sanang gacchami. Duti yampi sangham saranang gacchami. Chủ đọc hết nhanh, chủ đọc nhé, nó nào mọi người đọc không có biết khi mình đọc chung tập thể cho nên phải đọc không một tốc độ với nhau, tự nhiên mọi người đi trước cái người sau chủ không có đọc được nhé. Tiếp theo ta thì dòng vị bút thăm sao năng các cha ấy ta thì dòng vị bút thăm sao năng các cha ấy ta thì dòng vị thăm sao năng các Tati yampi sangham saranam gacchami. Còn bây giờ mình hát các bạn. Buddham saranam gacchami. Thamam saranam gacchami. Thank you.